Kiếm đạo đệ nhất tiên tập 481, Táng đạo minh thổ, tập 482, Môn đồ bì ma, tập 483, Nhất kỵ tuyệt trần, tập 484, Hoàng nhiêu chi lệ, tập 485, Thầy trò quyết đấu thuyết minh tại kênh youtube Di Cáp Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Tôi dịch thuận miệng nói, được rồi, chuyện đã giải quyết, các người thừa dịp bây giờ vẫn là về vĩnh dạ, chi thành thì hơn. Nói xong, hắn đứng trên thuyền không chìm, tính rời khỏi. Ta đi cùng ngươi bóng người minh vương lóe lên căn bản không hỏi tô dịch có đồng ý hay không đã nhẹ nhàng tới trên thuyền không chìm Người không hỏi xem ta muốn đi nơi nào tô dịch khẽ nhíu mày minh vương trực tiếp ngồi ở đuôi thuyền thản nhiên mở miệng đi nơi nào cũng được tô dịch cáo tử tô dịch dương mắt hướng về đám người liễu trường sinh khẽ gật đầu sau đó thúc giục thuyền không chìm theo gió vượt sóng mà đi tạo hữu bảo trọng đám người liễu trường sinh lần lượt chào thằng đến lúc nhìn theo bóng người tô dịch biến mất ở trên mặt biển mênh mông đoàn người lúc này mới rời khỏi. Liễu đạo hữu, ngươi có nhìn ra thân phận tô đạo hữu kia hay không? Trên đường, vương trùng lưu nhịn không được hỏi. 13 ma tướng bên cạnh hắn cũng vảnh tai. Liễu trường sinh trầm mọc một lát, lắc đầu nói, không dễ nói. Không phải không biết, mà là không dễ nói. Không thể nghi ngờ, trong lòng liễu trường sinh đã có điều phỏng đoán. Ánh mắt vương trùng lưu lại nhìn về phía chiến bắc tề, nói, đạo hữu, ngươi thì sao? Ánh mắt chiến bắc tề lé lên, hỏi ngược lại, mấy ngày trước, người và vị tô đạo hữu kia cùng nhau tới bái phòng đà canh nhân, chẳng lẽ không biết thân phận của hắn. Vương Trùng lưu cười khổ một tiếng, nói, ta lúc ấy hoài nghi, hắn là hậu duệ của huyền quân kiếm chủ, nhưng hắn lại cười to, nói hắn chính là huyền quân kiếm chủ. Lời này vừa nói ra, trong mắt liễu trường sinh lóe lên thần quang. Chiến bắc tể theo bản năng nheo mắt, 13 ma tướng kia thì bị bị dọa giật mình, huyền quân kiếm chủ. Chỉ thấy vương trùng lưu thở dài nói, lý do thoái thác như vậy, rõ ràng chính là đang vũ nhục chỉ số thông minh của ta không nói đến huyền quân kiếm chủ thật sự đã mất hay không hắn một thiếu niên mười mấy tuổi có tư cách gì giả mạo huyền quân kiếm thủ mười ba ma tướng đều liên tục gật đầu mà vẻ mặt liễu trường sinh cùng chiến bắc tề thì càng thêm cổ quái hẳn lên chuyện này ta cũng từng hỏi ý đà canh nhân nhưng đối phương lại tránh mà không đáp vẻ mặt vương trùng lưu bất đắc dĩ ngược lại là con chim xanh biết kia còn cười nhạo ta nhãn được quá kém chiến bắc tề không khỏi cười phá lên hắn vỗ vỗ bảo vai vương trùng lư nói vị tô đạo hữu kia tuy còn trẻ nhưng lại ở vừa rồi ngăn cơn sóng dữ giết một đám cường giả bị ngạn môn ngay cả tính mạng chúng ta cũng được hắn cứu ngươi vì sao sẽ cảm thấy hắn không phải huyền quân kiếm chủ vương trùng lư sừng sốt chiến bác tề lại hỏi trong năm tháng quá khứ ngươi có từng thấy có ai dám đi sai xử con chim bói cá đó vẻ mặt vương trùng lư lúc sáng lúc tối chiến bác tề nhẹ nhàng nói mà vị tô đạo hữu kia không chỉ dám sai xử con chim bói cá đó còn dám mang vị khai dương đại nhân kia coi là mèo nhà bình thường đối đãi mà lúc lần hành động này đà canh nhân cũng còn thỉnh cầu vị tô đạo hữu này đến giúp đỡ được phó bỉ ngạn môn người không cảm thấy tất cả cái này đều rất khác thường đến giờ khắc này vương trùng lư đã có chút hiểu ra chợt hít một ngụm khí lạnh nói chẳng lẽ nói hắn hắn thật là huyền quân kiếm chủ lúc này liễu trường sinh nhẹ nhàng nói lấy tác phong của vị tô đạo hữu kia sao có thể ở trên việc nhỏ cỡ này nói dỡ với người dừng một chút hắn nói Đương nhiên, chỉ dựa vào những thứ này, còn không thể thật sự suy đoán ra, vị tô đạo hữu kia thật là huyền quân kiếm chủ hay không, nhưng có thể khẳng định là, người này, tất nhiên rất có sâu xa với huyền quân kiếm chủ, mà đà canh nhiên tất nhiên biết được đáp án thật sự. Lời này vừa nói ra, mọi người đều theo bản năng gật gật đầu. Trên một hòn đảo đơn độc không có một ngọn cỏ, gió biển gào thét, sóng chiều vỗ bờ, cuốn lên ngàn tầng tuyết, dạ lạc ngồi ở trên một khối đá ngầm, vẻ mặt ngần ngơ, một nụ cười tiêu sái vẫn luôn treo trên khuôn mặt cũng biến mất không thấy cả người mất hồn mất vía hồi lâu sau hắn lấy ra bầu rượu trượt tiên cuồng chút bởi vì uống quá nhanh bị nghẹn kịch liệt ho khan hồi lâu sau hắn mới bình ổn cảm xúc trong lòng hít sâu một hơi lấy ra một tấm gương đồng phong cách cổ xưa tạo hình hoa điều trùng ngư cắn nát đầu ngón tay ép ra một giọt máu đỏ sẫm bắt đầu nhẹ nhàng phá trọa ở mặt gương đồng bóng loáng sẹt 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 gương đồng khẽ run hào quang lưu truyền chợt phát họa thành một hình ảnh trông rất sống động. Đó là đình viện đà canh nhân, một thiếu niên áo bào xanh lười biếng ngồi ở trong ghế mây, ôm một con mèo mướp to béo, dáng vẻ nhàn nhã thích ý. Dạ lạc trợn to đôi mắt, nhìn chăm chăm thiếu niên áo bào xanh đó, giống như muốn mang toàn bộ bí mật của hắn nhìn thấu. Một lát sau, hắn vung tay áo bào. Xẹt! Gương đồng chấn động, theo hào quang tràn ngập, nhất thể hiện ra một vài hình ảnh hoàn toàn mới. Đó là từng màn lúc trước, tô dịch vung kiếm chém giết cường giả cửu thiên các, mỗi một động tác Thân thái đều thể hiện hết. Mà những hình ảnh này, ở trong mắt dạ lạc lúc này, lại giống từng cái bí ẩn, cất giấu vô số huyền cơ. Ánh mắt hắn không ngừng biến ảo, giống như đang đau khổ suy nghĩ cái gì. Thẳng tới thật lâu sau. Xẹt! Màn hào quang chợt ảm đạm tiêu tán. Dạ lạc đang trầm ngâm giống như bừng tỉnh, cho dùng mình một cái, sau đó thở hắt ra một ngụm khí đục. Sư tôn là 500 năm trước qua đời, nhưng thiếu niên này hôm nay nhiều nhất chỉ 18 tuổi nha. Dạ lạc lầm bầm, nhưng nếu nói hắn không phải sư tôn, vậy trong xương cốt lơ đãng toát ra ý vẽ nghĩa cùng cao ngạo không khỏi cũng quá mức tương tự với sư tôn năm đó ngay cả cử chỉ thần thái tác phong ghi rất địch cũng không có khác biệt huống chi trong năm tháng quá khứ cũng chưa từng nghe nói có linh luân cảnh nào sẽ nghịch thiên cùng mạnh mẽ giống tên kia nghĩ đến đây dạ lạc rõ ràng có chút hoảng hốt nỗi lòng tựa như khổ hài nổi sóng mãnh liệt này không thể bình tĩnh sư tôn là ngày sao dạ lạc vẻ mặt phức tạp như kích động lại như thấp thỏm lòng dối như tơ vò trên khổ hải mênh mông đục ngầu một chiếc thuyền con phá sóng mà đi tôi dịch lười biếng nằm ở nơi đó không gian vốn chật hẹp cũng sắp bị lấp đầy nơi đuôi thuyền minh vương khép lại đôi chân thon dài mảnh khảnh mông nở nang đường cong nở lên ngồi chéo ở nơi đó người ngón tay trắng nõn như búp mang ôm ở chỗ đầu gối dáng vẻ lười đứng tương tự từng trận gió biển thổi đến thổi áo bào xanh của thiếu niên cũng thổi tan mái tóc u la mềm mại xõa tung của nữ tử chỉ là so sánh với trước kia trên khuôn mặt minh vương thiếu một loại tươi đẹp long lanh ngọc dung tuyệt diễm xinh đẹp ở dưới ánh mặt trời lúc sáng lúc tối một trận đại chiến kia xảy ra lúc trước từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tô dịch minh vương đã đoán được kết quả cuối cùng chỉ là vừa nghĩ đến thực lực tô dịch ở trong chiến đấu bày ra trong lòng minh vương lại không bình tĩnh giống mặt ngoài nàng quá rõ cường giả cửu thiên các là cường đại cỡ nào thời điểm trước kia chỉ cường giả cấp hình giả xuất động đã có thể chèn ép một phương đại thế giới giết đến mức không ai dám xưng tôn mà ở dưới cường giả cấp mục tốt đổi bắt dù là nhân vật huyền u cảnh cũng nhất định chắp cánh khó thoát. Minh Vương còn nhớ rõ, mỗi khi lực lượng cửu thiên các chinh phục một thế giới minh mông, sẽ cướp đi lực lượng bổn nguyên của phương thế giới này, mà các nhân vật chứng đạo thành hoàng kia sẽ bị ngục tốt bắt, chấn áp ở trong minh linh huyết quật, bị coi là linh dược để đối đãi. Tới bây giờ, trên tinh không kia đã không biết có bao nhiêu thế giới tu hành bị cửu thiên các chấn áp, vì thế cửu thiên các xây dựng cả thể chín tòa minh linh huyết quật, cái gọi là minh linh huyết quật ở trong mắt cửu thiên các đã là lao ngục giam giữ tù phạm, cũng là một vườn thuốc mà hoàng giả bị giam giữ trong đó là linh dược trong vườn thuốc ở nơi đó theo thời gian chuyển rời hoàng giả bị nhốt thân thể thần hồn khí huyết tu vi đều sẽ bị luyện hóa thành lực lượng đại đạo bổn nguyên nhất bị cầu thiên các hái mà hôm nay ngay trên khổ hài hôm nay đệ tứ hình giả hồng doanh cùng với bảy vị ngục tốt đều bị tô dịch thoải mái chém giết lúc thu thập các mục tốt đó một kiếm một tên dứt khoát lưu loát dù là chém giết hồng doanh cuối cùng cũng chỉ vận dụng một kiếm cho người ta cảm giác không khác gì bổ dưa thái dao. Thế này bảo Minh Vương làm sao không rung động. Cũng là giờ phút này, nàng hoàn toàn ý thức được, tô dịch nắm giữ lực lượng có thể khắc chế thiên kỳ pháp tắc là đáng sợ cỡ nào. Quả thật, tu vi hắn còn rất yếu, nhưng lực lượng của hắn đã đủ uy hiếp đến toàn bộ cửu thiên các. Trách không được trưởng giáo trí tôn ở trong năm tháng trước đây luôn luôn tìm kiếm người có thể khắc chế thiên kỳ pháp tắc, hắn khẳng định cũng rõ, nếu là một người như thế xuất hiện, đủ để uy hiếp đến cửu thiên các sinh tử tồn vong. Minh Vương nghĩ đến đây, đôi mắt sáng di chuyển nhìn về phía tô dịch gần ngay trước mắt thiếu niên rất thoải mái cùng lời biếng Cối đầu lên hai tay nằm ở đầu thuyền bắt chéo chân bởi vì thuyền con không gian nhỏ hẹp mũi chân thiếu niên cũng sắp đụng chạm đến bắp chân của nàng một cái trước mắt này trong lòng minh vương đột nhiên sinh ra xúc động mãnh liệt thịt người này này ép hắn cúi đầu thần phục ngoan ngoãn nghe lệnh mình như thế mình liền có thể thấy rõ bí mật luân hồi nắm giữ lực lượng khắc chế thiên kỳ pháp tắc về sau chờ lúc quay về cửu thiên các báo thù tự nhiên có thể mọi việc đều thuận lợi. Loại xúc động này là mãnh liệt như thế, giống như thủy triều mãnh liệt đánh vào tâm thần của nàng. Hơn nữa, nàng rất xác định, tô dịch trước mắt cũng không có bao nhiêu phòng bị, nếu ra tay, nàng cam đoan tô dịch chỉ có thể nằm mãi ở nơi đó, căn bản không có khả năng có cơ hội đứng dậy đối kháng. Nhưng ngay lúc này, tô dịch đột nhiên mở miệng, cho ta xem bảo bối của ngươi. Minh Vương ngẩn ra, cố gắng kiềm chế xúc động trong lòng, bí mở môi đỏ mọng, bảo bối gì? Món bảo bối kia ngươi từ trong tay hồng do nhặt đi, Tô Dịch nói. Minh Vương trầm mặc một lát, gật gật đầu. Nàng lật lòng bàn tay, đạo ấn màu đen vuông vắn hiện ra. Cái này một cái chớp mắt, nàng thiếu chút nữa khống chế không được muốn ra tay. Nhưng khi ánh mắt chạm đến đôi mắt thâm thúy kia của Tô Dịch, cùng với một tia độ cong nghiền ngẫm như có như không kia bên môi hắn, trong lòng Minh Vương không hiểu sao run lên, quyết đoán đánh mất ý niệm này. Nàng bỗng nhiên hoài nghi, Tô Dịch trước mắt đối với mình không chút phòng bị, có thể là cố ý câu cá hay không, muốn thử mình sẽ nhân cơ hội này ra tay hay không. Mời đạo hữu xem qua, bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Minh Vương mỉm cười, ánh mắt long lanh. Tô dịch lấy tay chộp một cái, cầm đạo ấn trong tay, đặt ở trước mắt bắt đầu đánh giá. Đây là phù đồ sinh từ ấn thiên tế tự xếp hạng nhất cử thiên các ta nắm giữ. Minh Vương từ từ nói, bảo vật này do bổn nguyên hoàn chỉnh của một phương thế giới luyện chế, vốn là tiên thiên thần vật, lại bị đại tế ti dung hợp nhiều loại thần liệu có một không hai, luận uy năng, So với chấn tộc thần khí phán quan bút của thôi gia còn lợi hại hơn một chút. Mấy ngày trước, Hồng Doanh Sở Dĩ dám tuyên bố giết vào Vĩnh Dạ Chi Thành, chính là vì uy năng của bảo vật này đủ có thể đối kháng lực lượng bổn nguyên của Vĩnh Dạ Chi Thành. Tô Dịch gật gật đầu, đột nhiên nói, trên người ngươi mang theo bảo vật khác hay không? Minh Vương ngẩn ra, lắc đầu nói, không có. Tô Dịch có chút bất ngờ, không phải nói, ngươi từng nắm giữ chín loại bảo vật có thể so với thần khí sao? Ánh mắt Minh Vương nổi lên sự phức tạp, nói sớm ở lúc trước đại chiến với âm tào địa phủ chín món bảo vật này đã bị hủy mất sáu món chỉ còn lại có túc mệnh chi luôn phần tịch xích xã tác đổ ba loại bảo vật này mà phần tịch xích lúc trước đã ở thành uông tử bị đạo hữu cướp đi rồi nói đến đây đôi mắt minh vương nổi lên một tia đau lòng vậy có chút khó giải quyết rồi tô dịch nhíu mày lầm bầm minh vương rõ ràng phát hiện giờ phút này tô dịch có chút khác thường không khỏi châm trước nói đạo hữu đây là ý gì tô dịch không cần nghĩ ngợi nói trong bảo vật này tràn ngập một luồng lực lượng ý chí cực kỳ mạnh mẽ không có gì bất ngờ hẳn chính là vị thiên tế tự xếp hạng nhất kia trong miệng ngươi để lại đôi mắt minh vương chợt co lại đầu ngón tay mảnh khảnh cũng khẽ run lên ngọc dung biến ảo nhìn ra được nàng vô cùng kiêng kỵ đối với vị đệ nhất thiên tế tự này tô dịch thuận miệng nói nếu không thể lao đi một đạo lực lượng ý chí bảo vật này mang ở trên người chính là một mối họa sớm hay muộn sẽ bị đệ nhất thiên tế tự kia tìm tới cửa trong lòng minh vương nổi lên hàn ý nhịn không được nói đạo hữu có biện pháp hay không đệ nhất thiên tế tự chính là tồn tại ở trong cửu thiên các chỉ dưới trường giáo một thân đạo hạnh khủng bố đến mức không thể phòng đoán cho dù là minh vương thời kỳ đỉnh phong nhất cũng ra không đủ tư cách chống lại đệ nhất thiên tế tự tô dịch cười nói người mang bảo vật này giao cho ta bảo quản thì không cần lo lắng những thứ này nữa chờ sau khi ta chứng đạo thành hoàng tự nhiên sẽ lao đi lực lượng ý chí trong bảo vật này minh vương nói nhiều như vậy gã này rõ ràng là muốn chiếm bảo vật này làm của riêng vậy ta vẫn là tự mình gánh vác mối họa này đi minh vương tức giận nói nàng cũng không nỡ giao ra loại bảo vật này tô dịch nâng tay ném phủ đồ sinh tử ấn qua nói vậy ngươi cầm cho chắc đó một bộ dáng căn bản không để tâm thấy vậy minh vương ngược lại trần trở hẳn lên nàng suy nghĩ một lát nói nếu đạo hữu bằng lòng hỗ trợ ta trái lại không ngại giao bảo vật này cho đạo hữu bảo quản một đoạn thời gian tô dịch lắc đầu nói bỏ đi với ta mà nói một chút lợi ích cũng không có tốn sức không lấy lòng ngươi vẫn là tự mình giữ đi lạt mềm buộc chặt minh vương cắn cắn bờ môi đỏ mọng nói vậy đạo hữu muốn lợi ích gì ánh mắt tô dịch ý vị sâu xa trong lòng người biết rõ minh vương ngẩn ra một phen chớp đôi mắt quyến rũ nói song tu tô dịch hắn ngạc nhiên nói ở trong mắt người tô huyền quân ta giống lại người gặp sắc nảy lòng tham đó minh vương nghiêm túc đánh giá tô dịch một lát nghiêm túc nói không giống ngươi vốn là thế tô dịch minh vương đã không nhịn được cười phốc cười ra tiếng ta biết đạo hữu muốn tìm hiểu càng nhiều chuyện có liên quan với cửu thiên các hơn như vậy đi nếu đạo hữu giúp ta lau đi lực lượng ý chí trong bảo vật này đến lúc đó ta tự sẽ hồi đáp đạo hữu một số việc tô dịch cười ha ha nói còn chưa đủ muốn ta hỗ trợ phải ngủ với ta một đêm nụ cười của minh vương động lại chừng to đôi mắt sáng thân thể mềm mại cũng cứng ngắc ở đó giống như không thể tưởng tượng đường đường huyền quân kiếm chủ kiếm áp chư thiên sao có thể nói ra lời vô sỉ như thế khuôn mặt tuyệt đẹp đó của nàng cũng lúc sáng lúc tối một phen Thanh âm băng lạnh thấu xương, không ngờ, người cũng sẽ là loại người này. Tô dịch lạnh nhạt nói, là người nói ta là người gặp sắc nảy lòng tham, sao lại cho rằng ta không phải loại người này rồi. Minh Vương nghẹn lời, nghẹn hồi lâu, lúc này mới oán hận nói, kẻ ngốc cũng có thể nghe ra, ta là đang nói giỡn. Tô dịch cười lên, nói, nhưng người nghe không ra ta cũng là đang nói giỡn, cái này có phải hay không ý nghĩa, người ngay cả kẻ ngốc cũng không bằng. Minh Vương, được nha, gã này là đang cố ý đùa dẫn mình. Nhìn nụ cười tràn ngập chưa tức đó của Tô Dịch, hàm răng trắng bóc của Minh Vương nghiến vang ken két, tức giận đến mức bộ ngực ngạo nhân cũng kịch liệt phồng phồng một phen. "Không đùa nổi thì đừng đùa, mau đưa bảo vật đến đây đi." Tô Dịch lười biếng vơn bàn tay. Minh Vương tức giận đến mức mang phù đồ sinh tử ấn hùng hàng ném qua, giống như hận không thể mang tên khốn kiếp này trọi một cú vỡ đầu chảy máu. Hai ngày sau, trong một mảng hải vực màu máu, xa xa có thể nhìn thấy trong thiên địa, hào quang chiếu sáng bầu trời, lấp lánh huy hoàng trên mặt biển kia rõ ràng nổi một khối lục địa lớn đến mức không nhìn thấy giới hạn đạo quang trói mắt bao phủ ở quanh lục địa chiếu thiên địa một mảng huy hoàng táng đạo minh thổ đó là một nơi cấm kỵ từ thời tuyên cổ đã tồn tại một tòa di tích cổ xưa đến mức không thể ngược dòng khởi nguyên nơi này thật đúng là ngang trời xuất hiện trên thuyền không chìm tô dịch khoanh tay đứng ở mũi thuyền xa xa nhìn lục địa kia bao phủ ở trong hào quang đại đạo vẻ mặt có chút hoảng hốt táng đạo minh thổ rất đặc thù tu sĩ bình thường cho dù có thể nhìn thấy chỗ di tích này nhưng khi muốn tới gần, lại trở nên xa xôi vô cùng, giống như bầu trời xa không thể chạm tới, hư vô mờ mịt như áo ảnh trên biển. Dù là tồn tại hoàng cảnh, nếu không thể nhìn thấu huyền bí của đại đạo quy tắc quanh chỗ di tích kia, cũng không thể tới gần. Lúc này, từng đợt đạo âm thần bí mờ mịt như thiên âm, từ trong chỗ di tích đó truyền ra, như tiếng tụng kinh xa xưa, làm trong thiên địa tràn ngập khí tức trang nghiêm. Một ít manh mối có liên quan với huyền bí luân hồi kia, ẩn chứa ngay trong đó sao? Minh Vương khẽ nói, nhìn Táng Đạo Minh Thổ tâm nghe từng luồng đạo âm như thiên âm kia trên khuôn mặt tuyệt đẹp nổi lên một phần biểu cảm chờ mong khi tôi dịch đến trên hải vực phụ cận táng đạo minh thổ đã sớm hội tụ rất nhiều bóng người chẳng qua bởi vì vùng hải vực này quá mức mênh mông những bóng người đó phân tán ra cách nhau cực xa tựa như đều đang để phòng lẫn nhau bọn họ đây là đang làm cái gì chờ xem náo nhiệt hoặc là nói chờ nghênh đón cường giả từ trong táng đạo minh thổ trở về minh vương có chút khó hiểu tôi dịch lắc đầu nói bọn họ đang cảm ngộ cơ hội phá cảnh minh vương ngẩn ra chỉ thấy tô dịch tiếp tục nói hào quang đại đạo bao phủ quanh táng đạo minh thổ bắt nguồn từ trong một bộ phận bổn nguyên quy tắc của u minh giới quanh quẩn ở trong mảng thiên địa đạo âm này nhìn như mờ mịt thực ra là quy luật vận động của lực lượng đại đạo quy tắc như con người hít thở nước biển hình thành triều tịch trong đó giấu rất nhiều huyền cơ nếu tĩnh tâm cảm ngộ đủ để dễ dàng bắt giữ được cơ hội phá cảnh tiến vào trong hoàn cảnh ngộ đạo một hơi đánh vỡ công xiềng cảnh giới của bản thân thực hiện lột xác kinh người trên con đường tu đạo nhưng nếu tu vi không đủ, lắng động không đủ, thì rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, thân vẫn đạo tiêu. Nghe xong, Minh Vương ngoài giật mình, ánh mắt không khỏi trở nên khác thường vài phần, nói, nói như vậy, đạo hữu lần này đến, cũng tính tranh cơ hội chứng đạo thành hoàng. Không sai, tô dịch thản nhiên gật đầu, không có gì bất ngờ, ta sẽ ở trong táng đạo minh thổ chứng đạo thành hoàng. Nói xong lời cuối cùng, ở sâu trong đôi mắt thâm thúy của hắn nổi lên một tia chờ mong. Chứng đạo thành hoàng, đối với tô dịch mà nói, tất cả cố gắng chuyển thế trùng tu đến nay làm đều là đang làm chuẩn bị cho thành hoàng một bước này cảnh giới này là một đường phân giới chỉ cần bước vào trong đó liền ý nghĩa một lần nữa bước lên con đường huyền đạo ở trên một con đường tương tự với kiếp trước quan trọng nhất là năm đó cũng chính là ở táng đạo minh thổ khiến tô dịch tìm kiếm được manh mối của huyền bí luân hồi cũng khiến chỗ di tích này nghiễm nhiên giống như một cây cầu vô hình xỏ xuyên qua kiếp trước cùng kiếp này của tô dịch minh vương giật mình nàng không ngờ tô dịch sẽ thẳng thắn như thế Chẳng qua, cái này từ khía cạnh cũng có thể thấy được, Tô Dịch tựa như đối với lần này chứng đạo có tự tin tuyệt đối. Trầm mọc một lát, Minh Vương nói, nghe nói, táng đạo minh thổ này là ở thời điểm nửa năm trước xuất hiện, trong khoảng thời gian này, U Minh 6 vực 13 giới rất nhiều thế lực đứng đầu đều đã nghe tin mà đến, tới trong đó tìm kiếm, cái này cũng liền ý nghĩa, trong táng đạo minh thổ hôm nay, còn không biết hội tụ bao nhiêu nhân vật cường đại. Tô Dịch nhẹ nhàng gật đầu, chứng đạo thành hoàng, chỉ là một trong các mục đích hắn lần này đến táng đạo minh thổ, càng quan trọng hơn là tìm kiếm tung tích sĩ quan lão quỷ lão gà trống mặt khác một chiếc minh thuyền màu đen thần bí kia nghi là cũng có liên quan với táng đạo minh thổ người xác định thật muốn đi một chuyến tô dịch hỏi táng đạo minh thổ là nơi cấm kỵ hung ác nhất trong khổ hải dù là hoàng giả tiến vào trong đó cũng giữ nhiều lành ít minh vương không cần ý ngợi nói đương nhiên dù sao chỉ là một phân thân mà thôi cho dù chết ở trong đó cũng không sao cả trái lại nếu có cơ hội tìm kiếm được bí mật luân hồi vậy thì kiếm lớn rồi Tô dịch không nói lời thừa nữa, nói, vậy ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn thu hồi thuyền không chìm, trực tiếp hướng về nơi xa lao đi. Đạo hữu đây là tính hành động một mình. Minh Vương nhịn không được nói. Nói lời thừa, trong lòng ngươi luôn có ý đồ với ta, ta làm sao có thể không phòng bị. Tô dịch đầu cũng không quay lại nói. Minh Vương. Nàng đang muốn đuổi theo, chỉ thấy bóng người trượt lóe, bỗng nhiên xé gió lao lên, lấy tay bắt được một một luồng hào quang lấp lánh bao phủ ở quanh táng đạo Minh Thổ như bắt được một sợi dây thừng từ trên trời giáng xuống, bóng người nhẹ nhàng rung động, liền bỗng dưng biến mất. Muốn cắt đôi ta, cửa cũng không có. Minh Vương âm thầm nổi hung. Nàng lần này sở dĩ chủ động đi cùng tô dịch, quả thực có tâm tư khác. Bởi vì tô dịch kiếp trước từng sông pha táng đạo Minh Thổ, đối với nơi cấm kỵ này rõ như lòng bàn tay, hơn nữa, tô dịch cũng chính là từ nơi đây tìm kiếm được manh mối có liên quan với luân hồi. Chính bởi vì như thế, Minh Vương rất tin tưởng, chỉ cần có thể đi theo bên người tô dịch cùng nhau hành động, tuyệt đối là thật nhiều lợi ích nhưng bây giờ tô dịch lại muốn vứt nàng lại điều này bảo nàng làm sao cam lòng vua bóng người minh vương lóe lên cũng triển khai hành động chỉ là nàng rất nhanh đã dừng bước ở trên không lông mày nhíu lại sớm từ lúc ở vĩnh dạ chi thành nàng đã từ trong tay tô dịch đạt được biện pháp tiến vào táng đạo minh thổ mà khi thật sự hành động lại phát hiện nếu muốn tiến vào trong đó cần chờ đợi cơ hội quanh táng đạo minh thổ bao phủ vô số luồng hào quang đại đạo biện pháp tiến vào trong đó chính là từ trong vô số luồng hào quang này tìm kiếm được một luồng hào quang tràn đầy quy tắc không gian. Lúc trước, Tô Dịch chính là làm như vậy, mà khi Minh Vương đến, lại phát hiện trong vô số hào quang đại đạo kia tràn đầy hào quang pháp tắc không gian, lại giống như con cá mô hồ bất định, rất khó bị bắt được. Thẳng đến thật lâu sau, Minh Vương rốt cuộc bắt giữ được cơ hội, bắt lấy một luồng hào quang chảy xuôi lực lượng pháp tắc không gian, chỉ là trong lòng nàng ngại có chút buồn bực, bởi vì nàng rõ, đã rất khó đuổi kịp Tô Dịch nữa. Mặc kệ như thế nào, ta nhất định sẽ tìm được ngươi cái gã này. Minh Vương âm thầm nghiến răng. Vua, bóng người yêu điệu của nàng bỗng dưng biến mất. Táng đạo Minh Thổ, một vầng trăng tròn như tuyết treo cao, chiếu xuống ánh sáng bạc nhàn nhạt, nhạt. Trên mặt đất, núi non phập phồng, núi sông mênh mang, Bày ra khí tức mãng hoàng cổ xưa nguyên thủy nhất. Trên một đỉnh núi trong đó, bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Đại nhân, cũng đã nửa tháng không có ai vào, chúng ta còn cần thiết thủ ở đây sao? Một nam tử áo bào đen râu tóc rối bởi nhẹ nhàng hỏi hắn đeo một thanh kiếm cổ da thịt ngam đen ánh mắt sắc bén khiếp người mới nửa tháng mà thôi hoảng cái gì một ông lão mũ cao trong phục cổ ngồi khoanh chân thản nhiên mở miệng chúng ta chỉ cần nghe lệnh làm việc đóng ở một chỗ cửa vào này là được ở vai trái áo bào của lão vẽ một hình kỳ dị chín ngôi sao bảo vệ xung quanh một thanh đạo kiếm nam tử áo bào đen không nhịn được hỏi đại nhân ta vẫn không rõ các môn đồ kia của bỉ ma đại nhân rốt cuộc đang tìm người nào ông lão lắc lắc đầu lão cũng không rõ đột nhiên lão nhân bỗng ngẩng đầu chỉ thấy trên bầu trời ánh trăng màu bạc bao phủ trong hư không đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng không gian kịch liệt có người đến rồi tinh thần nam tử áo bào đen rung lên ngay lập tức đứng dậy ông lão thì bình tĩnh hơn rất nhiều nói tạm nhìn xem người đến tu vi cỡ nào nếu đối phương phối hợp vậy tự nhiên tốt nhất nếu không phối hợp lại ra tay cũng không muộn nam tử áo bào đen gật gật đầu lúc nói chuyện với nhau gợn sóng không gian trên hư không chờ sinh ra một đợt nổ vang ngay sau đó trong hào quang lưu truyền bóng dáng một thiếu niên áo bào xanh bỗng dưng xuất hiện so sánh với các nhân vật lần đầu tiên tiến vào táng đạo minh thổ thiếu niên lại tỏ ra rất thong dong việc minh mình làm đặt tay sau lưng dừng chân ở đó đánh giá xung quanh điều này làm nam tử áo bào đen cùng ông lão đều có chút bất ngờ ở thiên hạ u minh này ai chẳng biết táng đạo minh thổ chính là một trong các cấm địa hung ác nhất trong một đoạn thời gian vừa qua chỉ cần cường giả tiến vào đều ngay lập tức lấy ra bảo vật toàn bộ thể xác và tinh thần trở nên cảnh giác sợ gặp phải biến cố gì nhưng thiếu niên này lại hoàn toàn không có một tia cảnh giác cùng khẩn trương, càng làm hai người bất ngờ là đối phương chỉ có tu vi linh luân cảnh. đại nhân, theo ta thấy, kẻ này tuyệt đối không có khả năng là mục tiêu chúng ta muốn tìm. nam tử áo bào đen có chút thất vọng, hắn chưa che giấu khí tức và thanh âm, tỏ ra không sợ hãi. ông lão cũng thở dài, nói, tiêu gia hoàn này tuy chưa nói là lợi hại, nhưng lá gan lại thật sự không nhỏ. vậy mà dám một mình chạy đến táng đạo minh thổ này, người đi bắt hắn lại là được. nói xong, ông lão nhắm mắt bộ dáng người chú ý tới. Ta cũng không muốn thu thập vật nhỏ như vậy. Nam tử áo bào đen lầm bầm một tiếng. Chẳng qua, hắn vẫn lấy tinh thần, bóng người lóe lên, bay lên không trung, ánh mắt nhìn thiếu niên áo bào xanh nơi xa, nói, tiểu gia hỏa, người to gan lắm đó, dám một mình chạy đến táng đạo minh thổ, không sợ chết sao. Hư không nơi xa, tô dịch như có chút nghĩ ngợi, nói, đánh cướp. Nam tử áo bào đen bật cười, cũng lời giải thích, nói, được rồi, bớt nói lời thừa, ngoan ngoãn qua đây đi chờ đến giờ, ta đưa ngươi đi một chỗ. Tô dịch sờ cầm, nói, đi nơi nào. Nam tử áo bào đen mất kiên nhẫn, quát to, sao nói lắm lời nhảm nhí như vậy hả, tự mình qua đây, nếu không để ta ra tay, không thiếu khổ cho ngươi chịu đâu. Khí tức toàn thân hắn trợt trở nên lạnh lão dữ tợn, kiếm cổ sau lưng khẽ ngân lên, hư không phụ cận cũng trở sinh ra từng đợt gào thét. Một vị hoàng giả huyền chiếu cảnh. Cũng được. Tô dịch đi qua. Nam tử áo bào đen búng vang ngón tay, khen, quả thật là đứa nhỏ thông minh đi theo ta hắn xoay người từ hư không đi xuống tới đỉnh một ngọn núi kia tô dịch theo sát sau nhẹ nhàng hạ xuống khi ánh mắt nhìn thấy ông lão khoanh chân mà người kia tô dịch khẽ nhíu mày chỗ vạt áo bên trái ông lão có một hình cửu tinh cùng kiếm đây là dấu hiệu của cửu tinh kiếm sơn mà cửu tinh kiếm sơn là một trong sáu đại đạo môn của đại hoang đến lúc này tô dịch mơ hồ đã hiểu nói các ngươi là người của huyền quân minh sớm từ lúc tiến đến khổ hài hắn đã từ trong miệng đại chủ dự chi lễ trai biết được cố tự minh thượng quan kiệt thành thiên côn nghe xương bốn môn đồ bỉ ma này ở một đoạn thời gian trước đó đều tự dẫn dắt một mũi lực lượng sáu đại đạo môn tới chỗ sâu trong khổ hải tìm kiếm táng đạo minh thổ chỉ là tôi dịch lại không ngờ vừa mới tiến vào táng đạo minh thổ đã đụng phải đối phương cái này tự nhiên không phải trùng hợp ô tiểu tử người nhãn lực không tồi nha nam tử áo bào đen không khỏi kinh ngạc bọn họ đến từ đại hoang ở thiên hạ u minh này trừ một ít lão gia hòa trong đạo thống đỉnh cấp hầu như rất ít ai có thể lếp một cái đã nhìn thấu ra lệch bọn họ. Nhưng bây giờ, một thiếu niên linh luân cảnh lại làm được. Một tích tắc này, ông lão khoanh chân mà người kia cũng lặng yên mở mắt ra, nhìn tô dịch thêm một cái, thản nhiên nói, xem ra, tiểu hữu xuất thân không đơn giản nha. Tô dịch cười cười, nói, các người thủ ở đây, lại là vì cái gì? Thông đạo không gian tiến vào táng đạo minh thổ tổng cộng có 36 cái, phân biệt đi thông trong khu vực khác nhau của táng đạo minh thổ. Điều này làm tô dịch không khỏi hoài nghi, phụ cận 36 cái cửa vào này đều đã bị lực lượng huyền quân binh gác hay không? Mà bọn họ làm như vậy, khẳng định có mục đích khác. Vị tô dịch hỏi như vậy, nam tử áo bào đen không khỏi như mày, nói, tiểu tử, ngươi bây giờ chỉ là tù nhân, sao lại nhiều vấn đề như vậy? Giọng điệu thể hiện hết sự không vui. Ông lão thì luôn cảm giác có chút không thích hợp. Thiếu niên trước mắt này quá bình tĩnh, giống như không biết tình cảnh của mình nguy hiểm bao nhiêu, thậm chí còn mượn cơ hội này hỏi đông hỏi tây. Một chút giác ngộ trở thành tù nhân cũng không có nói chuyện phiếm mà thôi tô dịch cười cười nam tử áo bào đen cũng phát hiện tác phong của tô dịch có chút không thích hợp lúc bình thường phàm là nhân vật bị chặn lại dù là mạnh như hoàng giả cũng là vừa kinh ngạc vừa giận dữ hoặc là hoàn toàn tiếp nhận hoặc là liều mạng giấy giụa hầu như có rất ít ai sẽ thong dong tự nhiên giống thiếu niên áo bào xanh trước mắt này như ngươi không sợ chúng ta thu thập ngươi một chút nào nam tử áo bào đen ánh mắt sắc bén uy thế khép người vì sao phải sợ tô dịch cười lên theo ta thấy các ngươi vẫn là thành thành thật thật trả lời vấn đề của ta thì tốt hơn, nếu không, sợ là sẽ có nỗi lo tính mạng. Ông lão đột nhiên lên tiếng, vi hồng, kẻ này có vấn đề, mau chóng bắt giữ hắn. Còn người nam tử áo bào đen co rụt lại, căn bản không có chỉ hoãn, trực tiếp ra tay. Âm, uhm. hắn vươn cánh tay phải, năm ngón tay như thương long dơ vuốt, cách không trổ về phía bả vai tô dịch. Lực lượng pháp tắc màu vàng khủng bố, quấn quanh ở trên năm ngón tay của hắn, lấp lánh trói mắt, mang hư không xé rách ra, sắc bén vô cùng cứ muốn thể hiện, tội gì chứ? Tô dịch than khẽ, hắn vung tay áo bào, phành tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang vọng. Lực lượng một chảo này của nam tử áo bào đen trượt sụp đổ, toàn bộ bóng người của hắn đều trượt nhoáng lên một cái. Còn chưa chờ hắn đứng vững, tô dịch bước ra một bước, đã đến trước người hắn, nháy mắt nắm lấy cổ hắn, như sách con gà con sách ở giữa không trung. Trong một đòn, dứt khoát lưu loát bắt giữ một vị cường giả huyền chiếu cảnh trung kỳ. Ngươi! Khuôn mặt nam tử áo bào đen đỏ lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc, giống như không dám tin, dưới một đòn, mình sẽ bị một nhân vật linh luân cảnh bắt giữ. Quả nhiên có vấn đề. Ông lão vươn người đứng dậy, ánh mắt như điện, cả người quanh quẩn sát khí. Chỉ là, trong lòng lão cũng chấn động không thôi. Lão dám khẳng định, thiếu niên áo bào xanh này là tu vi linh luân cảnh, tuyệt đối không giả, nhưng chính là tu vi như vậy, lại trực tiếp bắt giữ Vi Hồng Hoàng giả như vậy. Cái này quả thực nghe rợn cả người. Phốc một tiếng, Tô Dịch ném nam tử áo bào đen Vi Hồng xuống đất giẫm một chân ở trên lồng ngực của hắn lạnh nhạt nói ta không có hứng thú thu thập các người loại nhân vật này thành thành thật thật trả lời vấn đề của ta ta tự sẽ cho các người một con đường sống bị một thiếu niên giẫm ở dưới chân điều này làm vi hồng trợn mắt muốn nứt cảm nhận được khuất nhục trước nay chưa từng có ông lão vẻ mặt âm trầm ánh mắt lóe lên nói bằng hữu có chuyện từ từ nói ngươi thả vi hồng trước tin tưởng ngươi cũng không muốn thật sự xé rách ra mặt với huyền quân minh chúng ta nhỉ giác mũi chân tô dịch phát lực Sương khớp lồng ngực vi hồng vỡ ra hắn đau tới mức trong miệng kêu rên gò má vạn vẹo cả người đều run rẩy lên chỉ thấy tô dịch lạnh nhạt nói sự kiên nhẫn của ta có hạn ngươi nói lời thừa một câu nữa ta giết hắn lời nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng loại tư thái thông dong đó lại làm người ta không rét mà run ông lão trầm mặc một lát nói không dối bằng hữu chúng ta đóng ở nơi đây quả thật là phụng mệnh làm việc vì là bắt một người bắt ai không rõ ông lão thở dài nói chúng ta phải làm là mang toàn bộ cường giả tiến vào táng đạo minh thổ, hết thảy đưa tới tiêu hồn lĩnh, giao tới trong tay tam đệ tử cố tự minh của bì ma đại nhân. Về phần chuyện khác, chúng ta quả thật hoàn toàn không biết gì cả. Tiêu hồn lĩnh, tô dịch nhớ ra, cách dãy núi này khoảng 30 dặm, đó là cấm địa thần bí nhất trong táng đạo minh thổ lục đạo thiên quật. Bằng đạo hạnh của các ngươi, nếu gặp được đại địch không thể chiến thắng làm sao bây giờ? Tô dịch hỏi, hắn đã sớm nhìn ra, ông lão kia có tu vi cấp bậc huyền chiếu cảnh đại viên mãn, giống như loại nhân vật này, một khi gặp cường giả huyền u cảnh đừng nói bắt người chỉ cần dám động thủ so với chịu chết cũng không khác gì nhau ông lão hít sâu một hơi trầm giọng nói chúng ta đến từ huyền quân minh cho dù gặp đại địch đối phương cũng không dám dễ dàng đắc tội chúng ta hơn nữa chúng ta sẽ hướng bọn họ cam đoan chỉ cần xác nhận bọn họ không phải người huyền quân minh chúng ta muốn tìm tự nhiên sẽ không làm khó bọn họ tô dịch bật cười nói thì ra là cáo mượn oai hùm lấy thế dọa người thử không có tiền đồ ông lão vẻ mặt khó coi im lặng không nói kế tiếp tô dịch lại hỏi một ít vấn đề rất nhanh đã biết ông lão kia tên phó đông hoa đến từ cửu tinh kiếm sơn nghe lệnh cố tự minh môn đồ bì ma dựa theo phó đông hoa nói cường giả huyền quân minh lần này tiến vào táng đạo minh thổ không chỉ có bốn môn đồ bì ma cùng một mũi lực lượng tu hành mỗi người bọn họ dẫn dắt còn có cả thầy bốn vị nhân vật trưởng lão huyền u cảnh ở sau khi tiến vào táng đạo minh thổ cố tự minh môn đồ của bì ma liền hạ đạt mệnh lệnh phái ra một đám cường giả đóng ở 36 lối vào đi thông táng đạo minh thổ. Sở dĩ lao sư động chúng như vậy, đó là vì bắt một người. Cái này làm người ta rất khó hiểu. Người khác tiến vào táng đạo minh thổ là vì tìm kiếm cơ duyên cùng tạo hóa. Nhưng lực lượng của huyền quân minh tiến vào táng đạo minh thổ lại là vì bắt người, thế này rất kỳ quái. Đáng tiếc, ông lão đến từ cửu tinh kiếm sơn kia cũng không rõ người môn đồ bỉ ma muốn bắt rút cuộc là ai. Đào đô sơn quân ở cùng một chỗ với người huyền quân minh các ngươi hay không? Tôn dịch chợt hỏi. Ông lão giống như cả kinh, khó có thể tin nói, người sao có thể biết việc này. Tô dịch chưa trả lời, lại hỏi, hắn hôm nay ở nơi nào. Ông lão trầm mọc một lát, nói, ở ngày đầu tiên chúng ta tiến vào táng đạo minh thổ, người này đã tiến vào bên trong lục đạo thiên quật, nghe nói là muốn tìm kiếm bí mật luân hồi. Tô dịch khẽ nhíu mày, lục đạo thiên quật nơi đó, dù là nhân vật huyền u cảnh tiến vào trong đó, cũng giữ nhiều lành ít. Lấy tính cách cẩn thận chặt chẽ đó của lão gà trống, sao dám to gan đến mức tới trong đó xông pha. Trong đó tất nhiên có ẩn tình khác. Bằng hữu, chuyện có thể nói cho ngươi, ta đều đã nói, bây giờ, ngươi có phải có thể thẳng người rồi hay không? Ông lão trầm giọng nói, bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Tôi dịch nghĩ chút, không làm khó đối phương nữa, nói, lần sau gặp lại, ta sẽ không lưu tình nữa. Dứt lời, hắn cất bước xé gió mà đi. Tô dịch chưa giết nam tử áo bào đen vi hồng, điều này làm ông lão ngoài việc nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt cũng trở nên âm trầm như nước. Đại nhân, vì sao ngài không đi giết hắn? phi hồng vừa thoát vây liền sốt ruột mở miệng hắn có thể một đòn chế phục ngươi vì sao không thể một đòn chế phục ta ông lão than khẽ phi hồng nhất thời nghẹn lời chẳng qua chuyện này phải mau chóng bẩm báo trở về ông lão làm ra quyết đoán từ trong tay áo bảo lấy ra một khối bí phủ màu vàng một lát sau phanh một dải cầu vồng ánh vàng rực rỡ bay lên trời lao thẳng lên bầu trời sau đó biến mất không thấy nữa xa xa khi nhìn thấy một mảng cầu vồng màu vàng chợt lóe rồi qua đó Tô Dịch đang đi qua ở trong núi non hoang dã cười cười, không để ý tới. Tạo ra động tĩnh mới tốt. Những kẻ kia của Huyền Quân Minh càng nghi thần nghi quỷ, càng có thể cho hắn có cơ hội để thừa dịp. Mà đây cũng chính là nguyên nhân Tô Dịch vừa rồi chưa hạ sát thủ. Hắn cần đối phương phát ra tin tức, dẫn lên động tĩnh. Mà ở Táng Đạo Minh thổ này, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Đi lục đạo thiên quật trước một chuyến, xem có thể gặp được lão gà trống hay không. Tô Dịch vừa đi, vừa suy nghĩ. Tiêu hồn lĩnh, một dãy núi màu đen cao chừng nghìn trượng, không có một đoạn cỏ. Trên dãy núi xây dựng những tòa cung điện đơn giản. Nơi này là doanh địa tạm thời của cường giả Huyền Quân Minh. Trong bạc treo cao, trong một tòa cung điện trong đó, đèn đuốc sáng trưng. Tính tới trước mắt, trong Táng Đạo Minh thổ này, trừ ít ỏi mấy khu vực cấm kỵ kia, nơi khác đều đã bị chúng ta tìm kiếm, cũng chưa tìm được manh mối có liên quan với luân hồi. Một nữ tử khí chất lạnh lùng kiêu ngạo, dung mạo xinh đẹp mở miệng. Nghe xương, môn đồ bì ma, một cường giả huyền chiếu cảnh trung kỳ. Nếu nói như vậy, chuyện chúng ta lúc trước suy đoán cũng không sai, nếu trong táng đạo minh thổ này thật sự có dấu bí mật luân hồi, tất nhiên ngay trong đài truyền sinh lục đạo thiên quật di tích táng thần vực lớn trầm luân bốn nơi cấm kỵ này. Một nam tử nho bào đai lưng rộng, tay áo bay bay trầm ngâm lên tiếng. Thượng quan kiệt, tu vi huyền chiếu cảnh sơ kỳ, cũng là môn đồ bỉ ma. Di tích táng thần không thể đi, một đoạn thời gian trước, một ít bậc đại năng đến từ U Minh Giới đã bị nhốt trong đó, đến nay chưa có một ai đi ra, ta hoài nghi bọn họ đều đã gặp nạn một thanh niên mặc áo vài đai sờ cầm nhẹ nhàng mở miệng về phân vực lớn trầm luân quanh năm bao phủ ở trong một mảng ngơ đình quy tắc quỷ dị tính tới trước mắt còn chưa có cơ hội tiến vào trong đó tìm hiểu nếu là cố qua đó nhất định phải chết không thể nghi ngờ cố tự minh tu vi huyền chiếu cảnh hậu kỳ dừng một chút cố tự minh tiếp tục nói mà vị trí đài truyền sinh như một bí ẩn đến nay còn chưa ai có thể tìm được thậm chí không ai dám khẳng định nơi cấm kỵ trong lời đồn này thật sự tồn tại hay không chỉ có lục đạo thiên quật đã bị chúng ta tìm kiếm được một ít manh mối đáng tiếc vẫn như cũ xa xa không đủ dứt lời hắn than khẽ bọn họ những người này đã tiến vào táng đạo minh thổ này một đoạn thời gian nhưng tính tới trước mắt còn chưa từng thật sự tìm kiếm được manh mối có liên quan với bí mật luân hồi trước mắt cũng chỉ biết trong lục đạo thiên quật kia nghi là có một ít manh mối tương quan với luân hồi chẳng qua còn cần tiến một bước xác nhận sư huynh người thật sự tin tưởng trên đời này có ai có thể mở ra tòa thần điện đồng xanh kia ở trong lục đạo thiên quật một nam tử sắc mặt vàng như nến mặc hoa bào nhịn không được mở miệng thành thiên côn tu vi huyền chiếu cảnh trung kỳ hắn giống với cố tự minh thượng quan kiệt nghe xương đều là môn đồ bỉ ma nghe vậy ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cố tự minh bọn họ đều đã rõ trong lục đạo thiên quật có một tòa thần điện đồng xanh thần bí cửa thần điện nhắm chặt trên đó tràn đầy một luồng dao động quy tắc thần bí không thể biết đến nay chưa ai có thể mở ra cửa tòa thần điện này. Điều này làm bọn cố tự minh đều hoài nghi, nếu trong lục đạo thiên quật thật sự tồn tại manh mối luân hồi, rất có thể giấu trong tòa thần điện đồng xanh kia. Nhất định có người có thể mở ra cửa tòa thần điện kia, một điểm này, đã sớm không cần nghi ngờ. Ánh mắt cố tự minh lái lên, hơn nữa, người này nếu biết táng đạo minh thổ ngang trời xuất thế, tất nhiên sẽ đến. Mới nói tới đây, một đợt tiếng bước chân rồn giờ vang lên ở ngoài đại điện. Đại nhân, cửu tinh kiếm sơn phó đông hoa truyền đến tin tức, một thiếu niên linh luân cảnh sau khi tìm hiểu tin tức phó đông hoa truyền đến cố tự minh ngoài chấn động con người không khỏi nổi lên một mảng kinh ngạc ba người nghe sương thượng quan kiệt thành thiên côn cũng đều giật mình không thôi vì hồng chính là chấp sự cửu tinh kiếm sơn một vị hoàng giả huyền chiếu cảnh sao có thể bị một đòn bắt giữ tiểu tử này có vấn đề lớn ngay cả phó đông hoa nhân vật thế hệ trước bực này cũng nhìn không thấu sâu cạn của thiếu niên kia quả thực rất cổ quái mọi người nhao nhao nghị luận lại thấy ánh mắt cố tự minh đảo qua mọi người ở đại điện bên môi nổi lên một chút để ý cười thản nhiên nói ta có dự cảm kẻ này có lẽ chính là người nọ chúng ta vẫn luôn chờ đợi đại điện chưa trở nên tịch yên tĩnh trong lòng mọi người đều chấn động cố tự minh vươn người đứng dậy ánh mắt sáng quắc nói tới lúc nên hành động rồi táng đạo minh thổ di tích cổ xưa từ thời tuyên cổ tồn tại kéo dài này thực ra là một mảng thế giới lục địa cực kỳ rộng lớn ở mảnh thế giới này cách mỗi 7 ngày thời gian ban ngày và đêm tối mới có thể tiến hành thay phiên ban ngày rất ngắn ngủi, chỉ có một ngày, ở lúc này, táng đạo minh thổ cũng là an toàn nhất, gần như sẽ không xảy ra bao nhiêu chuyện hung hiểm quỷ dị, mà lúc đêm tối tiến đến, sẽ kéo dài 7 ngày. Ở trong 7 ngày này, trong các khu vực lớn của táng đạo minh thổ, đều sẽ trình diễn các loại chuyện hung hiểm không lường được. Có anh linh cổ đại ẩn sâu trong lòng đất sẽ ngang trời xuất hiện, có tà linh quỷ dị khủng bố thành đàn lưu tới, cũng có các loại lực lượng tai kiếp sẽ đột ngột bùng nổ, có thể dễ dàng cướp lấy tính mạng hoàng giả. Mà bây giờ, là đêm tối của Táng Đạo Minh Thổ. Ở thời điểm cỡ này, dù là nhân vật hoàng cảnh ra ngoài cũng phải thật cẩn thận, thận trọng, nhưng tất cả cái này ở trong mắt Tô Dịch lại chưa đáng nhắc tới. Lúc kiếp trước, vì tìm kiếm bí mật luân hồi, hắn hầu như mang mỗi một khu vực của Táng Đạo Minh Thổ xông va một lần, đối với tình trạng của nơi cấm kỵ này rõ như lòng bàn tay, nơi nào có nguy hiểm, nơi nào không thể tới gần, nơi nào phân bố sát kiếp, càng thuộc như lòng bàn tay. Nơi cửu tử nhất sinh trong mắt người ngoài, ở trong mắt hắn lại không khác gì thăm lại chốn cũ vua hắn bước chân nhàn nhã hành tàu giữa núi sông mênh mông một đường có trăng tròn màu bạc trên trời làm bạn vô kinh vô hiểm không gió không sóng cũng không biết sĩ quan lão quỷ lại bị vây ở nơi nào để sau khi tìm được lão gà trống lại đi tìm tung tích lão gia hỏa này cũng không muộn về phần chứng đạo thành hoàng trái lại có thể lựa chọn ở trên đài truyền sinh phá cảnh nơi đó ẩn chứa lực lượng quy tắc bổn nguyên nhất ban đầu nối liền với ao luân hồi tuy ao luân hồi đã sớm bị hủy diệt nhưng trên đài truyền sinh cũng coi như để lại không ít dấu vết luân hồi ở lúc chứng đạo thành hoàng chừng có thể làm ta một lần nữa bắt giữ được một ít khí tức luân hồi tô dịch vừa tiến lên vừa suy nghĩ hai canh giờ sau xa xa một ngọn núi màu đen cao chừng nghìn trượng xuất hiện ở trong tầm nhìn của tô dịch tiêu hồn lĩnh dựa theo cách nói của phó đông hoa cường giả huyền quân minh đóng quân ở trên tiêu hồn lĩnh này từ xa nhìn tiêu hồn lĩnh một lát tô dịch lạng yên xoay người mà đi tiếp tục tiến lên phía trước là một mảng cánh đồng hoang dã sương mù máu lượn lờ sương mù che cả bầu trời đã không thấy rõ trăng tròn màu bạc trên bầu trời. Hành tàu ở trong sương mù màu máu, tốc độ của tô dịch rõ ràng chậm lại, ngẫu nhiên sẽ tạm dừng chân. Mà mỗi lần ở lúc bước chân hắn tạm dừng, trong sương mù màu máu sẽ vô thanh vô tức hiện ra từng vết nứt không gian hẹp dài. Những vết nứt không gian này đan xen ngang dọc, mang hư không cắt thành vô số vết nứt, trong vết nứt là không gian dao động chậm rãi chảy xuôi. Nhưng tôi dịch rõ, một khi chạm đến vết nứt không gian đó, không gian dao động vốn chậm rãi chảy xuôi sẽ hóa thành dòng lũ lực lượng cuồng bạo vô cùng, động cái có thể dễ dàng xé hoàng giả huyền chiếu cảnh thành mảnh vụn đó là đổi thành hoàng giả huyền u cảnh không chết cũng phải lột ra đối với điều này tô dịch sớm đã thấy lạ mà không còn lạ nữa hắn đi một chút dừng một chút ước chừng sau nửa canh giờ mới vớt cuộc đi ra khỏi mảng trời đất sương mù màu máu lượng lờ này nơi xa dưới ánh trăng màu bạc chiếu rọi trong hư không xuất hiện sáu ngọn núi phân bố thành dạng lục hợp đông tây nam bắc đều có một ngọn núi phía trên cùng phía dưới cũng có một ngọn núi sáu ngọn núi đều cao nghìn trượng bảo vệ xung quanh nối liền cùng một chỗ như một dãy núi thật lớn ghép thành lơ lửng ngang trời cực kỳ không thể tưởng tượng từng cơn mưa ánh sáng màu đen như thác nước từ trên sáu ngọn núi buông xuống làm mảng thiên địa đó bày ra cảnh tượng đục ngầu như hỗn loạn nhìn mà ghê người lục đạo thiên quật một trong các cấm khu nguy hiểm nhất trong táng đạo minh thổ đó nhìn như chỉ là sáu ngọn núi thực ra trung ương sáu ngọn núi khép lại mở một mảng thế giới hang động thế giới hang động kia mới là nơi đáng sợ nhất xa xa tô dịch đánh giá một lát bóng người chợt lóe liền lơ lửng lao về phía lục đạo thiên quật thẳng đến lúc đến trước một ngọn núi nghìn trượng hướng chính đông tô dịch lúc này mới dừng chân trên dưới ngọn núi đều bao trùm ở trong mưa ánh sáng màu đen mênh mông cuồn cuộn như thác nước đây là một loại lực lượng quy tắc tràn ngập uy năng hủy diệt chỉ có hoàng giả huyền u cảnh mới có năng lực đối kháng quy tắc bực này nhân vật dưới huyền u cảnh chạm vào là chết chẳng qua cái này tự nhiên không làm khó được tô dịch hắn lật lòng bàn tay một cây gậy trúc to bằng ngón cái bỗng dưng xuất hiện lôi tiên trùy trí bảo trong tay đà canh nhân càng quan trọng hơn là dựa theo đà canh nhân nói lôi tiên trùy có thể đối kháng cùng hóa giải đại đa số nguy hiểm phân bố trong táng đạo minh thổ chỉ thấy tô dịch tùy tay vung lôi tiên trùy một giải lụa màu đen như đêm vĩnh hằng lao ra áo mưa ánh sáng màu đen từ trên ngọn núi buông xuống chợt hướng hai bên tách ra thân núi hiểm trở dốc đứng nhất thể hiện lộ ở trong tầm nhìn của tô dịch nhìn kỹ trên thân núi có một con đường hẹp quanh co quay quanh hướng lên trên cuối đường nhỏ đi thông một cái hang động ở giữa sườn núi đó là cửa vào tiến vào lục đạo thiên quật vu bóng người tô dịch lóe lên đã lướt vào trong đó trong hang động là một thông đạo u ám tràn ngập sương mù màu xám nhàn nhạt, nhạt tô dịch lật lòng bàn tay một ngọn đèn đồng xanh hiện ra thiên dụ liên đăng một món trí bảo phật môn tiểu tây thiên tàng diệt phật chủ luyện chế có uy năng thần dị diệt ách trừ tà áo bức đèn đồng lay động chiếu ra một mảng ánh đèn màu vàng thánh khiết như gợn sóng bao trùm phạm vi ba trượng quanh thân tô dịch sau đó, tô dịch lúc này mới cất bước tiến lên. Nơi đi qua, sương mù màu xám trong thông đạo đều phát ra tiếng sẹt sẹt, bị lực lượng thiên dụ liên đang xô tan. Trong bóng đêm chỗ sâu hơn nữa, loáng thoáng, có từng bóng dáng như quỷ mị giống như bị dọa sợ, ùn ùn biến mất. Bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Tô dịch không để ý những thứ này. Thông đạo này đi thông chỗ sâu trong lục đạo thiên quật, sinh ra một luồng khí đục âm sát, đủ để ăn mòn khí huyết cùng thần hồn hoàng giả, cực kỳ ác độc bá đạo. Ngoài ra, trong thông đạo ngủ đông một loại hung vật tên gọi quỷ tiêu chuyên môn cán nút thi hài cùng tàn hồn bậc đại năng chết ở đây cực đoan cả ác đáng sợ quỷ tiêu am hiểu nhất đánh lén cùng ám sát nếu là hơi không lưu ý dù là hoàng giả huyền u cảnh cũng phải chết chẳng qua tô dịch rất rõ quỷ tiêu hung vật này sợ nhất đó là bảo vật có lực lượng diệt ách khi phát hiện lực lượng bực này quỷ tiêu sẽ tránh đi xa xa không dám tới gần tô dịch một tay nâng thiên dụ liên đăng ở trong thông đạo xài bước tiến lên ước chừng nửa khắc đồng hồ sau cảnh tượng trước mắt đột ngột thay đổi bốn phương tám hướng xuất hiện những con đường giống như mạng nhện lan tràn vào trong bóng đêm quỷ dị là những con đường đó giống như có sinh mệnh đang chậm rãi mấp máy vẻ mặt tô dịch lạnh nhạt như cũ những con đường này vô luận một cái nào cũng có thể đi thông nội địa của lục đạo thiên quật nhưng chỉ có một con đường an toàn nhất trên đường khác đều trôn giấu kiếp nạn đủ để vây giết hoàng giả hừ chỉ đánh giá một lát tô dịch đột nhiên ngần ra hắn phát hiện ở trên một con đường an toàn nhất kia tuyền khắc một bức hình rậm rạp kỳ dị thiên chiếu xác lệnh đây là bí truyền của long hồ đạo sơn một trong sáu đại đạo môn đại hoang xem ra lực lượng huyền quân minh đã tiến vào chỗ sâu trong lục đạo thiên quật nghi là đã tìm kiếm đến trước một tòa thần điện đồng xanh kia tô dịch khẽ nhíu mày có xác lệnh này cho dù con đường này xảy ra nhiều biến hóa nữa cũng sẽ bị người ta dễ dàng tìm được con đường an toàn nhất mà tất cả cái này có phải hay không ý nghĩa lão gà trống hôm nay cũng đã đến nơi đó nghĩ chút tô dịch cất bước tiến lên hắn lấy ra lôi tiên chùy nhẹ nhàng gõ một phát ở trên bức thiên chiếu sắc lệnh kia phanh một hình vẽ sắc lệnh tuyên khác trên mặt đất này nhất thời hóa thành cơn mưa ánh sáng để trời tiêu tán biến mất sau đó tô dịch tới trước một con đường khác lấy lôi tiên trùy làm bút một lần nữa tuyên khắc lại một bức hình thiên chiếu sắc lệnh hoàn toàn không có khác biệt với một hình kia lúc trước làm xong những thứ này bên môi tô dịch nổi lên một chút nét hài lòng như vậy các cường giả kia của huyền quân minh lại đến khẳng định phải ngã đau không chỉ hoãn nữa tô dịch lập tức tới trên một con đường an toàn nhất kia, xài bước mà đi. Cùng lúc đó, ngoài lục đạo thiên quật, từng bóng người gào thét mà đến, cầm đầu rõ ràng là cố tự minh, thượng quan kiệt, nghe xương ba vị môn đồ bì ma này. Ở phía sau bọn họ, còn dẫn theo hơn 10 vị cường giả khí tức khủng bố, uy thế mỗi người một cường đại hơn. Nghe xương sư muội, người dẫn người mai phục ở trong khu vực phụ cận, nhớ lấy, trong thời gian kế tiếp, vô luận ai ý đồ tiến vào lục đạo thiên quật, đều không cần để ý tới cố tự minh hạ đạt mệnh lệnh được nghe xương lập tức đáp ứng cố tự minh gật gật đầu vẻ mặt thản nhiên nói như thế hẳn là có thể không có sơ hở nào hết lúc trước hắn đã sắp xếp sư đệ thành thiên côn dẫn một mũi lực lượng tu hành đóng ở khu vực phụ cận tiêu hồn lĩnh không chỉ hoãn cố tự minh dẫn theo người khác cùng nhau lao về phía lục đạo thiên quật mở một ông lão tóc trắng xóa lấy ra một khối đạo ấn ánh vàng rực rỡ một lần hành động đã phá vỡ lực lượng quy tắc bao phủ ở quanh lục đạo thiên quật nhân cơ hội này đoàn người bọn họ trực tiếp lướt vào trong một chỗ hang động kia ở giữa sườn núi dọc theo đường đi bọn họ ngựa quen đường cũ vận dụng các loại thủ đoạn tránh được các loại sát kiếp hung hiểm ven đường rõ ràng không chỉ từng đến một lần rất nhanh những con đường như mạng nhện xuất hiện ở trong tầm nhìn của bọn họ cũng để bọn họ thấy được một bức hình thiên chiếu sắc lệnh kia tuyên khắc ở trên một con đường trong đó ngay tại lúc bọn cố tự minh tính tiếp tục hành động một nam từ trung niên đầu đội mũ lông vũ đột nhiên phát hiện cái gì nói chậm đã có chút không thích hợp trong lòng mọi người dùng mình lập tức dừng bước ta cảm giác thiên chiếu sắc lệnh này có chút không thích hợp trung niên mũ lông vũ trầm giọng mở miệng mọi người không khỏi kinh nghi cố tự mình nhíu mày nói lữ đạo hữu chẳng lẽ đã nhìn ra vấn đề gì trung niên mũ lông vũ tên lữ thanh cử đến từ đại hoang long hồ đạo sơn một chỗ thiên chiếu sắc lệnh kia chính là do hắn tự mình tuyên khắc lữ thanh cử trầm ngâm nói tạm để ta xem xét một phen chỉ thấy đôi mắt trung niên mũ lông vũ tỏa ra thần quang màu vàng hướng về thiên chiếu sắc lệnh trên một con đường kia chỗ xa nhìn lại cẩn thận đánh giá hồi lâu lữ thanh cứ không khỏi nhíu mày có chút hoang mang nói lực lượng của thiên chiếu sắc lệnh vẫn chưa thay đổi chỉ là chỉ là cố tự mình có chút không kiên nhẫn nói đừng ấp a à, ấp úng nói thẳng là được lữ thanh cứ hít sâu một hơi kinh ngạc nói ta cảm giác thân vận cùng lực lượng thiên chiếu sắc lệnh này ẩn chứa so với ta lúc trước tuyền khác còn hơn một bậc tự như trở nên so với trước kia cường đại hơn rồi Mọi người ngẩn ra. Đây là ý tứ gì? Cố tự mình cũng ngẩn ngơ, nói, có thể là trong khoảng thời gian này, thiên chiếu xác lệnh hấp thu lực lượng quy tắc trong lục đạo thiên quật này mới có thể sinh ra biến hóa như thế hay không? Lữ Thành cử khẽ lắc đầu, nói, khó mà nói. Cái này có gì phải nghi hoặc, chỉ cần thiên chiếu xác lệnh vẫn còn, liền chứng minh con đường kia không có vấn đề. Một trung niên áo bảo xám không hề bận tâm nói. Nói xong, hắn đã đi thẳng qua, tới cửa vào một con đường kia. Hắn đi qua đi lại, quan sát một lát, lúc này mới quay đầu nhìn về phía mọi người, cười nói, ta đã nói, căn bản là không có vấn đề, chúng ta mau hành động đi. Đám người cố tự mình đều gật gật đầu, còn chưa đợi hành động, sắc mặt đồng loạt biến đổi hẳn. Chỉ thấy ở sâu trong cửa động phía sau nam tử áo bào xám, vô thành vô tức xuất hiện một bàn tay sương máu chảy đầm đìa, bắt lấy nam tử áo bào xám. Cứu ta! Nam tử áo bào xám kinh hãi mất vía, còn chưa chờ hắn dãy ruộng, đã bị bàn tay xương kia bắt lấy, đưa về chỗ sâu trong cửa động, biến mất không thấy nữa chỉ có tiếng thét chói tai thê lương hoàng sợ kia đang không ngừng quanh quần. Biến cố đột ngột xảy ra này, dọa đám người cố tự minh lưng lạnh toát, hoàn toàn biến sắc. Đây, đây là có chuyện gì? Có người run giọng nói. Nam tử áo bào xám kia chính là một vị hoàng giả huyền chiếu cảnh hậu kỳ của cửu tinh kiếm sơn. Nhưng từ đầu đến cuối, thế mà không kịp sẫy ruộ, đã bị một bàn tay xương mỏng máu quỷ dị bắt đi. Quả nhiên, thiên chiếu sắc lệnh kia đã có vấn đề. Lữ thanh cử sắc mặt khó coi, lẩm bẩm nếu ta không nhìn lầm, có người lao đi thiên chiếu sắc lệnh ta khác, lại ở cửa vào một con đường khác để lại một thiên chiếu sắc lệnh tương tự. Lời này vừa nói ra, mọi người hít khí lạnh. Có mẹ nó, thì ra có người chơi sỏ chúng ta. Có người sắc mặt cực kém, mắng ra tiếng, quả thực quá âm hiểm, quá không biết xấu hổ. Lữ huynh, thiên chiếu sắc lệnh chính là bí truyền độc môn của Long Hồ Đạo Sơn các người ở thiên hạ U Minh này, sao có thể có người nắm giữ phương pháp tuyên khắc sắc lệnh cỡ này? Có người nhíu mày hỏi. Lữ Thanh cử lắc đầu, đây cũng chính là chỗ khiến ta nghĩ mãi không thể hiểu nổi. Ngay lúc này, cố tự minh như nhớ tới cái gì, trong mắt chợt lóe ra thần quang, nói, nếu ta đoán không sai, mục tiêu kia lần này chúng ta chờ đợi, đã vượt ở trước chúng ta, tiến vào lục đạo thiên quật này. Mọi người đều chấn động. Cố sư huynh, ngươi nói là thiếu niên linh luân cảnh kia. Thượng quan kiệt nhịn không được nói. Không sai, chính là hắn. Cố tự minh gật gật đầu. Ý tứ của cố đạo hữu là, một đạo thiên chiếu sắc lệnh đó cũng là do thiếu niên kia để lại. Lữ Thanh Cử khó có thể tin nói. Vẻ mặt cố tự minh vi diệu, nói, theo ta được biết, hắn quả thực có thể làm được một bước này. Mọi người càng thêm không thể bình tĩnh. Cố sư huynh, chẳng lẽ ngươi đã biết lai lịch người này hay sao? Thượng quan kiệt hỏi. Cố tự minh trầm giọng nói, đợi lát nữa các người liền rõ, việc cấp bách là mau chóng tìm được một con đường an toàn kia, nhanh chóng tới chỗ sâu trong lục đạo thiên quật, không có gì bất ngờ xảy ra, thiếu niên kia rất có thể đã đến trước một tòa thần điện đồng danh kia. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía lữ thanh cử nói đạo hữu chỉ có thể phiền toái ngươi ra tay một lần nữa lúc ban đầu chính là lữ thanh cử thi triển bí pháp giúp bọn họ tìm được một con đường an toàn đó được lữ thanh cử gật đầu đáp ứng ở sâu trong lục đạo thiên quật là một mảng hang động to lớn trống trải bốn phương tám hướng là vách núi dốc đứng nối tiếp trời đất đặt chân trong đó người ta nhỏ bé như con kiến ở trung ương hang động thật lớn này sừng giữ một tòa thần điện đồng xanh rộng lớn cổ xưa những sợi xích thần màu đen thô to kia từ trên thân núi xung quanh xỏ xuyên qua ở bốn phía thần điện đồng xanh dày đặc rậm rạp mỗi một sợi xích thần màu đen đều quanh quẩn lực lượng quy tắc tối nghĩa kỳ dị tỏa ra hào quang u ám như sương mù thần bí khắp người nhìn một cái mấy trăm cả ngàn sợi xích thần màu đen giang khắp nơi bao phủ tầng tầng thần điện đồng xanh kia nhìn mà ghê người mà ở phía trước thần điện đồng xanh là một tòa đàn tràng phạm vi ngàn thước một con đường chiều rộng ba trượng thẳng táp sỏ xuyên qua đàn tràng đi thông phía trước cửa lớn thần điện đồng xanh. Khi tôi dịch tới nơi đây, nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này, ánh mắt không khỏi có chút hoảng hốt. Nơi này vẫn như trước, như một tòa lao ngục nhốt thần linh, chưa từng có bất cứ biến hóa gì. Rất nhanh, đôi mắt tôi dịch hơi nheo lại, chỉ thấy trên đàn tràng ngàn thước kia, cô đơn dựng sừng sững một giá hành hình đồng xanh. Một nam tử khô gầy tóc tai bù xù, bị trói ở trên giá hành hình đồng xanh, cả người nhốm máu, mình đầy thương tích. tuy tóc rối tung dính máu tươi che khuất khuôn mặt cúi xuống của nam tử nhưng tô dịch vẫn liếc một cái liền nhận ra đối phương lão mù tô dịch nhíu mày đôi mắt thâm thúy nổi lên hào quang khiếp người sớm từ lúc ở tử la thành thôi ra lão mù đã khởi hành tới chỗ tông môn của quỷ đăng thiêu thạch quan nhất mạch nhưng tô dịch lại không ngờ sẽ ở chỗ sâu trong khổ hài này trong táng đạo minh thổ chưa đợi tìm được lão gà trống ngược lại một lần nữa gặp được lão mù xem ra người những tên kia của huyền quân minh muốn tìm được hẳn chính là ta khuôn mặt tô dịch điềm đạm như cũ chỉ là ánh mắt lại trở nên càng thêm thâm thúy hắn cất bước tới trong đàn tràng chăm chú nhìn lão mù một lát lão mù sớm đã lâm vào hôn mê những sợi xích màu máu to bằng ngón cái xuyên qua hai vai lão eo bụng hai chân trói buộc lão gắt gao ở trên giá hành hình đồng xanh lão mù rõ ràng từng gặp khổ hình tra tấn tàn nhẫn cả người da chóc thịt bong máu tươi mơ hồ khí tức toàn thân suy yếu đến cực hạn những vết thương máu chảy đầm đìa kia khiến trong lòng tô dịch dâng lên sát khí không đài nén được bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim chẳng qua hắn vẫn chưa lập tức giải cứu lão mù hắn nhìn ra được sợi xích màu máu trói buộc trên người lão mù khắc khí tức ăn mòn cực kỳ ác độc như một cấm trận loại nhỏ khẽ chạm vào chắc chắn sẽ làm lão mù gặp cắn trả nghĩ chút tô dịch lấy ra một lọ thuốc tiên chữa thương cất giữ trên người mái đan dường nhỏ thành bột phấn búng ngón tay một cái thuốc bột nhỏ vụn như ánh sáng rơi quanh thân lão mù mắt thường có thể thấy được vết thương quanh thân lão mù rất nhanh khép lại lão mù tôi dịch nhẹ nhàng mở miệng tiếng như chống chiều chuông sớm ẩn chứa một luồng thiện vận huyền diệu quanh quẩn ở trong thần hồn lão mù rất nhanh cả người lão mù run lên từ trong ngất đi tỉnh lại lão gian nan ngẩng đầu hốc mắt trống rỗng nhìn về phía tô dịch sau đó lão giống như rốt cuộc từ trong trạng thái mờ mịt tỉnh táo lại kích động nói tô tô đại nhân giọng khàn khàn khô khốc suy yếu vô cùng dao lão giống như muốn dãy giụa nhưng sợi xích màu máu ở toàn thân sáng lên nở rộ ra lực lượng hủy diệt đáng sợ hung hăng thiết lên người lão nhất thời khiến lão gặp khổ sở vô cùng, nhịn không được thống khổ kêu rên lên. Đừng lộn xộn. Tô dịch nhẹ nhàng nói, ta giúp ngươi dỡ xuống xiềng xích trên người trước, lại đưa ngươi rời khỏi nơi này. Lão mù lại đột nhiên ý thức được cái gì, chợt giọng khàn khàn nói, tô đại nhân, đi mau, đừng để ý tới ta, những kẻ đó đã sớm bố trí sát cục ở đây, chính là vì muốn đối phó đại nhân ngài. Giọng của lão tràn ngập xuất sáng vô cùng. Tô dịch vẻ mặt bình tĩnh nói, từ một khắc đó nhìn thấy ngươi, ta đã đoán được một điểm này, nói tới, lần này vẫn là bởi vì ta đã liên lụy ngươi. Khi nói chuyện, hắn dựng ngón tay như kiếm, trong nháy mắt đâm ra hơn 10 lần. Rác, rác, trong một tràng tiếng vỡ nát, Sừng xích màu đỏ tươi trói buộc ở trên người lão mù lần lượt tiếp ra. Thoát ly trói buộc, thân thể lão mù lào đào một cái, mắt thấy sắp ngã cắm xuống đất, bị tô dịch nháy mắt kịp thời đỡ lấy. Đại nhân, ta, ta có lỗi với ngài. Vẻ mặt lão mù đầy xấu hổ, Du giọng mở miệng, bọn họ sau khi bắt được ta, vận dụng khổ hình đối với ta, ta vốn muốn tự mình kết thúc nhưng lại chưa thể làm được ngược lại bị bọn họ hoàn toàn giam cầm tiến hành sư hồn đối với ta 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 cũng không biết bọn họ rốt cuộc đã biết bao nhiêu thứ tôi dịch nhẹ nhàng nói chỉ cần ngươi còn sống cái khác đều không quan trọng đi ta đưa ngươi rời khỏi nơi đây trước từ đầu đến cuối vẻ mặt hắn rất bình tĩnh thậm chí không có bao nhiêu cảm xúc dao động chỉ có trong lòng một luồng sát khí đang lên men sắp sôi trào từ khi tiến vào u minh giới đến nay đây là lần đầu tiên hắn bị hoàn toàn chọc giận mà ngay tại lúc tôi dịch tính dẫn theo lão mù rời khỏi một giọng nói già nua ôn hòa đột nhiên vang lên ở trong hang động trống trải thật lớn này cũng đã đến rồi nào còn có đạo lý rời khỏi nữa trong thanh âm từ từ quanh quần một bên cửa lớn thần điện đồng xanh ngây xa phụ cận một mảng bóng tối ở chỗ sâu trong xích thần màu đen thật lớn đan sen ngang dọc đột nhiên lộ ra một trận gợn sóng cấm chế sau đó bóng người một ông lão mặc áo bào đen tay cầm phất trần trắng như tuyết bỗng dưng xuất hiện lão mặt mũi hiền lành một bộ dáng tiên phong đạo cốt mà theo lão xuất hiện một luồng uy thế kinh khủng theo đó tràn ngập đến đó là khí tức thuộc về cường giả huyền u cảnh đại nhân đi mau lão mù cả kinh biến sắc ha 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 chúng ta chờ ở đây đã lâu sao có thể để các ngươi rời khỏi một phương hướng khác trên thân núi dốc một bóng ma lặng lẽ đột nhiên bắt đầu mốc máy chợt hóa thành một nam tử áo bào vàng bóng người gầy yếu hắn đầu đầy tóc bạc bộ dáng thì như thanh niên mắt lạnh như điện uy thế ngập trời khí tức hoàn toàn không kém gì ông lão áo vào đen kia không thể nghi ngờ đây cũng là một vị tồn tại huyền u cảnh trái tim lão mù cũng chìm vào đáy vực lại thấy tô dịch vẻ mặt lạnh nhạt như cũ nói đừng lén lút giấu giếm nữa ra hết đi tiếng tô dịch còn đang quanh quẩn lại có hai bóng người bỗng dưng xuất hiện một người là nam tử áo mãng bào râu tóc như kích bóng người ngang tàng cao lớn khuôn mặt thô giáp cả người bốc hơi hồ quang màu bạc rậm rạp một người là nữ tử mặc cung trang màu sắc rực rỡ xinh đẹp động lòng người ánh mắt khi nhìn tràn ngập uy nghi lại là hai vị tồn tại huyền u cảnh đối với điều này tô dịch cũng không bất ngờ ở lúc tiến vào táng đạo minh thổ hắn đã từ trong miệng cửu tinh kiếm sơn phó đông hoa kia biết được trong lực lượng huyền quân minh lần này xuất động có bốn vị đại năng huyền u cảnh mà khi nhìn thấy bốn người này chỉ từ trên khí tức tô dịch liền lập tức nhìn thấu lai lịch đối phương ông lão áo bào đen tay cầm phất trần đến từ long hồ đạo sơn nam tử mặc áo bào vàng đến từ cửu tinh kiếm sơn nam tử áo mãng bào dâu tóc như kích đến từ thanh lôi thần tông nữ tử xinh đẹp mặc trang phục cung đình đến từ ma vân yêu môn trong đó long hồ đạo sơn cửu tinh kiếm sơn thanh lôi thần tông đều xếp trong đại hoang sáu đại đạo đình mà phần yêu tông là thế lực yêu đạo quan trọng của đại hoang ngươi chính là tô dịch nhỉ quả nhiên nhìn người không thể chỉ xem tướng mạo nếu không phải từ trong trí nhớ của tên mù kia biết được hành vi trước kia của ngươi chúng ta cũng không dám tin trên đời sẽ có người nhân vật có thể xưng là yêu nghiệt nghịch thiên như vậy nam tử áo mãng bảo đến từ thanh lôi thần tông trầm giọng mở miệng mang theo một tia hương vị ngạc nhiên lão mù đó hoài nghi ngươi là hậu duệ của huyền quân kiếm chủ thật sự như thế sao nữ tử trang phục cung đình của ma vân yêu môn cười mỉm hỏi lúc nói chuyện với nhau bọn họ bốn lão quái vật huyền ú cảnh phân biệt từ bốn phương hướng hướng về một tòa đàn tràng kia chỗ tô dịch tới gần mơ hồ bị đường lui của tô dịch bầu không khí nặng nề áp lực cũng tràn ngập ra ở trong mảng thiên địa này lão mù vẻ mặt ảm đạm như rơi vào hố băng cay đắng nói tô đại nhân là tiểu lão hại ngài tô dịch vỗ vỗ bờ vai của lão giọng điệu lạnh nhạt nói nói chuyện này làm gì ngươi nghỉ tạm một chút nói xong hắn phất tay áo bào hạt giống thương thanh bỗng dưng hiện lên theo cơn mưa ánh sáng bay là tả bóng người lão mù nhất thời bị thu vào trong hạt giống thương thanh một hạt giống thế giới bổn nguyên đôi mắt ông lão áo bào đen trượt trở nên sáng người kinh ngạc than thở bảo bối tốt ba người khác cũng đều động lòng ánh mắt lóe lên bảo bối tốt trên thân tiểu tử này cũng không chỉ một món này nam tử áo bào vàng cười mở miệng ánh mắt như nhìn chằm chằm một con mồi tràn ngập nghiền ngẫm chiều tức bọn họ từng tiến hành sư hồn đối với lão mù đối với sự tích quá khứ của tô dịch có thể nói rõ như lòng bàn tay ô nói cũng đúng kẻ này nghi là hậu duệ huyền quân kiếm chủ trên người giấu rất nhiều bí thuật cùng bảo vật không thể tưởng tượng nếu có thể bắt hắn đối với chúng ta mà nói cũng không khác gì đạt được một phần tạo hóa lớn bằng trời nam tử áo mãng bảo trầm giọng mở miệng hắn ánh mắt sáng quắc lộ ra sát khí không chút nào che giấu tiểu gia hòa ngươi nếu muốn sống thì thành thành thật thật phối hợp chúng ta đi đẩy ra cánh cửa một tòa thần điện đồng xanh kia. Nữ tử trang phục cung đình giọng dịu dàng, chúng ta đều từng điều tra ký ức của người mù kia, biết người có rất nhiều thủ đoạn không thể tưởng tượng, chỉ cần ngươi có thể đẩy mở cánh cửa đó, lần này còn có cơ hội sống sót. Một chớp mắt này, ánh mắt ba vị đại năng huyền u cảnh khác cũng đều đồng loạt tập trung ở trên người Tô Dịch. Vẻ mặt Tô Dịch vẫn rất bình tĩnh, hắn tự nhiên có cách mở ra cửa thần điện đồng xanh kia, nhưng hắn sẽ không làm như vậy. Sớm từ lúc kiếp trước, hắn đã phát hiện trong thần điện đồng xanh kia giam giữ một lực lượng thần bí cực kỳ quỳ dị nguy hiểm vô cùng thậm chí cũng có thể uy hiếp đến mình thời kỳ đỉnh phong nhất kiếp trước dưới tình huống bực này hắn tự nhiên sẽ không làm như vậy quả thật mở ra cánh cửa thần điện đồng xanh này hoàn toàn có thể họa thủy đông dẫn đi đối phó bốn đại năng huyền u cảnh kia nhưng chắc chắn cũng sẽ khiến hắn lâm vào trong nguy hiểm không thể đoán trước lúc này ánh mắt tô dịch từ trên người bốn vị đại năng huyền u cảnh ngày đào qua không nói một lời hắn đã lười để ý tới chân tướng của sát cục này vô luận là chủ ý của ai vô luận đối phương là xuất phát từ loại nguyên do nào muốn đối phó mình hết thảy đều đã không quan trọng tô dịch lật lòng bàn tay lôi tiên trùy lạng yên xuất hiện khi phát hiện một màn này ánh mắt nam tử áo bảo đen hơi ngưng trọng lớn tiếng quát ra tay ầm uhm. hắn dẫn đầu tấn công vùng phất trần trắng như tuyết trong tay nhấc lên một đạo thần quang lửa trắng lấp lánh vô cùng cách không bao phủ về phía tô dịch hầu như cùng lúc đó ba vị đại năng khác cũng cùng nhau ra tay từng đạo uy năng khủng bố nhất thời bùng nổ ở trong hang động thật lớn này. Tô dịch lại nhìn cũng không nhìn, nâng lôi tiên trùy trong tay, giờ cao gõ một phát. ầm ầm Trong hư không hang động này, Sừng xích màu đen đan sen ngang dọc giống như gặp công kích trượt nổ vang, như trăm ngàn sợi roi thiên thần phát uy, nở rộ ra dao động lực lượng quy tắc khủng bố, sau đó giống như trời long đất lờ càn quét ra. Lập tức, cả hang động đều trượt kịch liệt lay động hẳn lên. Không ổn. Bốn vị đại năng huyền u cảnh đồng loạt biến sắc, căn bản bất chấp đi đối phó tô dịch ngay lập tức tiến hành né tránh bọn họ đoạn thời gian trước đã đến nơi đây từng tự mình thử lực lượng quy tắc quanh quẩn trên xưởng xích màu đen kia cực kỳ bá đạo tràn ngập uy năng như hủy thêm diệt địa chẳng qua làm bọn họ an tâm dù hoàng giả ra tay cũng rất ít có thể lay động xưởng xích màu đen kia nhưng ai có thể ngờ được tô dịch chỉ nhẹ nhàng một đòn giống như con bướm nhẹ nhàng vỗ cánh nhấp lên một cơn bão hủy diệt trăm ngàn sợi xích thần màu đen kia đều bị chấn động như từ trong vạn cổ yên lặng thức tỉnh nở rộ ra uy năng hủy diệt không thể tưởng tượng. Đợi lúc ta thành hoàng, lại đến tự tay tiễn các ngươi lần lượt lên đường, đến lúc đó, tự sẽ để các người lĩnh giáo một phen, cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhìn các cường giả huyền u cảnh hoàng hốt né tránh kia, ánh mắt tô dịch nổi lên một chút mỉa mai, xoay người mà đi. Sọc theo đường đi, lực lượng quy tắc cuồng bạo tràn ngập uy năng hủy diệt kia, còn chưa tới gần, đã bị lôi tiên chửi phóng ra lực lượng triệt tiêu hóa giải. Bóng người cao ngất đó của tô dịch cứ như vậy thong dong mà đi, phía sau nổ vang như sét trời đất run rẩy dữ dội hào quang tàn sát bừa bãi thỉnh thoảng sẽ vang lên tiếng kêu to lộ ra kinh sợ kia của đám người ông lão áo bào đen không ổn trước thần điện đồng xanh kia có biến cố lớn xảy ra trong một thông đạo đi thông hang đá đám người cố tự minh đồng loạt biến sắc động tĩnh kịch liệt từ chỗ sâu trong thông đạo truyền đến cho dù cách nhau cực xa đều có thể bị cảm giác được rõ ràng không cần lo lắng nơi đó có bốn vị tiền bối huyền u cảnh tọa chấn cho dù xảy ra biến cố cũng có thể thoải mái hóa giải cố tự minh hít sâu một hơi trầm giọng mở miệng tâm thần căng thẳng của mọi người đều dịu đi không ít nhưng ngay lúc này thượng quan kiệt giật mình nói mau nhìn có người đến đây mọi người dương mắt nhìn lên chỉ thấy ở sâu trong thông đạo một thiếu niên áo bảo xanh cất bước lướt đến nhìn như thong thả thực ra tốc độ nhanh vô cùng tu vi linh luân cảnh thì ra là hắn cố tự minh cả kinh chỉ là tiêu tử này sao có thể có cơ hội thoát vây chẳng lẽ đã xảy ra biến cố khác người khác cũng đều có kinh nghi chẳng qua bọn họ đã không kịp nghĩ nhiều bởi vì tô dịch đã từ nơi xa lao thẳng tới đứng lại một ông lão tóc trắng xóa hét to trực tiếp lấy ra một cái đạo ấn ánh vàng rực rỡ xé gió đập về phía tô dịch keng tiếng kiếm ngân réo rát vang vọng tô dịch tay cầm huyền đô kiếm không tránh không né phung ngang trời một cái phành bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim đạo ấn màu vàng đập thẳng mặt đến trực tiếp bị đánh bay đi còn chưa chờ ông lão tóc bạc biến chiêu một đoạn lưỡi kiếm như hào quang trượt hiện ra từ cổ lão xẹt qua phóc một cái đầu máu chảy đầm đìa bay lên không trung thi thể không đầu kia của ông lão tóc bạc theo đó ầm ầm nổ tung trong một kiếm chém một vị hoàng giả huyền chiếu cảnh hậu kỳ một màn tử vong tanh máu đó đã kích thích đám người cố tự minh kinh hãi nào còn dám trần chờ đều triệu ra bảo vật của mình toàn lực ra tay ầm ầm trong thông đạo này nhất thời kịch liệt chấn động hẳn lên các loại bảo vật bay tứ tung hào quang như thác nước tàn sát bừa bãi càn quét một đám hoàng giả liên thủ ra đòn quy năng cỡ đó động cái có thể đốt diệt một phương núi sông hủy diệt một thành trì thật lớn chẳng qua trong một thông đạo mở ở trong hang động này lực lượng một đám hoàng giả phóng ra lại không cách nào sinh ra bất cứ phá hoại gì đối với thân núi xung quanh nguyên nhân chính là trong ngoài lục đạo thiên quật này đều bao trùm lực lượng quy tắc căn bản không phải tùy tiện hoàng giả nào cũng có thể lay động nếu không ở trong năm tháng quá khứ nơi đây sợ là bị hủy bao nhiêu lần rồi ầm ầm một trận chiếm chạm mặt đường hẹp gặp nhau bùng nổ khí cơ quanh thân tô dịch nổ vang không hề giữ lại vận dụng toàn bộ đạo hạnh lao lên đón đầu không có lùi bước không có chần chờ một đạo kiếm khí mênh mông cuồn cuộn như tinh hà cuộn ngược bùng nổ ra cứng rắn ngăn cản một đòn cùng nhau liên thủ đó của hơn 10 vị hoàng giả cái này bọn người cố tự minh đều không khỏi run sợ một thiếu niên linh luân cảnh lại chặn bọn họ hơn 10 vị hoàng giả liên thủ vây công thế này khủng bố cỡ nào quả thực kinh thế hãi tục trong cơn mưa ánh sáng bùng nổ bóng người tô dịch trượt lóe huyền đô kiếm giận chém Âm. Um, tiếng nổ đinh tai nhức óc vàng vọng một thanh chiến đao dày nặng bị hung hăng đánh bay ra ngoài mà một hoàng giả tay cầm chiến đao trực tiếp bị chém thành hai nửa máu tươi như thác tung bay ngay cả kêu thảm cũng chưa kịp phát ra điều này làm hoàng giả vụ cận kinh hãi ra đầu phát tê theo bản năng tiến hành né tránh uy thế của thiếu niên áo bảo xanh này quá khủng bố rồi thế như sấm xét nhanh chóng mãnh liệt không đầu không phá hoàng giả huyền chiếu cảnh vô luận tu vi mạnh yếu thế mà đều không chịu nổi một đòn thế này bảo ai có thể không chấn động nhân cơ hội này bóng người tô dịch đã giống một cây đao nhọn hung hăng cắm vào trong đám đông địch bởi vì thông đạo không gian không lớn hẹp hòi chật trội chiến đấu như vậy không khác gì cận thân vật lộn ưu thế nhân số của kẻ địch ngược lại trở thành hoàn cảnh xấu chèn chúc lẫn nhau cùng một chỗ cản tay lẫn nhau ở lúc chém giết chiến đấu cũng khó tránh khỏi bó tay bó chân một ít bí pháp cùng bảo vật uy năng lớn cũng căn bản không thể thi triển bởi vì như vậy nhất định sẽ lan đến đồng bạn bên cạnh bọn họ mà cái này cũng cho tô dịch cơ hội có thể thừa dịp chỉ thấy bóng người hắn lấp lánh khí cơ như thiêu đốt sôi trào giống như một mũi nhọn vô cùng một đường lao về phía trước căn bản không để ý cái khác nơi lưỡi kiếm qua thế như trẻ tre phá vỡ tầng tầng vây khốn tiếng kêu thảm tiếng thét chói tai tiếng giống to tiếng bảo vật nổ vang va chạm theo đó không ngừng vang lên trong thông đạo này cảnh tượng cỡ đó quả thực như luyện ngục nhân gian chỉ trong mấy hơi thở bóng người tô dịch đã hoàn toàn giết ra khỏi vòng vây biến mất ở thông đạo nơi xa một kiếm tung hoành nhất kỵ tuyệt trần trong thông đạo lòng núi một hồi chiến đấu ngắn ngủi kết thúc mảnh thi thể cùng mảnh vỡ bảo vật sen lẫn ở trong máu rơi rải rác trên mặt đất đáng giận cố tự mình sắc mặt xanh mét tức giận đến mức lồng ngực phập phồng nghiến răng ken két bọn họ hơn 10 vị hoàng giả cùng nhau toàn lực ra tay không những chưa thể bắt được một thiếu niên linh luân cảnh ngược lại bị đối phương cứng rắn giết ra khỏi vòng vây cái này không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã tiểu từ đó sao có thể đáng sợ như thế? Có người run giọng mở miệng, một trận chiến này chỉ ở trong giây lát đã chấm dứt, nhưng bọn họ bên này lại cả thầy có năm vị hoàng gia bị giết, người khác hoặc nhiều hoặc ít đều đã bị thương. Sư huynh, muốn đuổi theo hay không? Vẻ mà thượng quan kiệt sữ tợn, ở địa phương quỷ quái này, căn bản là không thi triển được thủ đoạn, nếu giết ra ngoài, nhất định có thể bắt được kẻ này. Hắn đằng đằng sát khí, phẫn nộ không chịu nổi. Chém giết trước đó, bọn họ hơn 10 vị chen trúc ở một chỗ, không gian chật trội, căn bản không thể buông tay ra chân chém giết, dẫn tới bị Tô Dịch bắt lấy cơ hội, nháy mắt phá vây. Cố Tự Minh hít sâu một hơi, nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh, "Sư đệ, ta đi xem tình trạng bốn vị tiền bối kia, ngươi dẫn người khác đi đuổi giết tiểu tử kia." "Được." Thượng quan Kiệt gật đầu đáp ứng. Lao ra khỏi Lục Đạo Thiên Quật, bóng người Tô Dịch không có chút nào tạm dừng, hướng thẳng phía trước lao đi. Trên người hắn nhóm máu, có thêm rất nhiều vết thương máu chảy đầm đìa, khuôn mặt tuấn tú cũng có chút tái nhợt. Trận chiến phá vây lúc trước, nhìn như ngắn ngủi, thực ra hung hiểm đến mức tận cùng. Lại thêm cần trong thời gian ngắn nhất giết ra khỏi vòng vây, cho dù hắn đã vận dụng toàn lực, ở trong trận phá vây này, cũng không thể tránh được bị thương. Xét đến cùng, tu vi trung quy quá yếu. Cho dù hắn đã có được lực lượng vượt cảnh giới chém hoàng giả, nhưng khi đối mặt hơn 10 vị hoàng giả toàn lực vây công, không thể tránh được sẽ bị thương. Chẳng qua, những thứ này chỉ là vết thương nhỏ, đối với tô dịch từng trải qua không biết bao nhiêu ác chiến tanh máu mà nói, chút thương thế này hoàn toàn có thể xem nhẹ không tính vẻ mặt hắn từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh cùng thong dong chưa từng có bất cứ một điều bối rối nào thậm chí nói không khoa trương nếu muốn tiêu diệt bốn lão gia hỏa huyền u cảnh lúc trước đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện quá khó khăn chẳng qua vậy trung quy cần mượn ngoại lực mà một lần này hắn không tính làm như vậy một lần này hắn muốn bằng lực lượng của mình tự tay giết những kẻ địch kia phải để bọn họ vì thế trả cái giá không thể thừa nhận cảnh ngộ của lão mù đã hoàn toàn khơi dậy sát tâm của tô dịch cũng khiến hắn ý thức được lực lượng của huyền quân minh sớm ở trong táng đạo minh thổ này bày ra cạm bẫy tỉ mỉ chuẩn bị chính là vì đối phó mình về phần lão gà trống rõ ràng không có khả năng ở trong lục đạo thiên quật đổi lại mà nói phó đông hoa đến từ cửu tinh kiếm sơn kia ở trên chuyện này đã lừa hắn đứng lại chợt một giọng nữ tử vang lên ở dưới bầu trời đêm chỉ thấy hư không nơi xa từng bóng người lao đến cầm đầu là một nữ tử vái đen dung mạo lạnh như băng chính là nghe xương môn đồ của bỉ ma ở phía sau nàng dẫn theo một đám nhân vật hoàng giả đến từ thanh Âu thần tông Âm! Uhm. lúc nghe sương lao đến trực tiếp rút ra một thanh đạo kiếm ánh bạc lấp lánh giơ cao chém về phía tô dịch ở phía sau nàng một đám hoàng giả tản ra bày ra hình quạt hướng về tô dịch vây lại tô dịch ánh mắt vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cũng không nhìn tùy tay bổ ngang kiếm một phá keng trong tiếng nổ vang kinh thiên động địa một thanh đạo kiếm ánh bạc lấp lánh kia bị hung hăng đánh bay đi bóng người nghe sương run rẩy khuôn mặt tái nhợt khó có thể tin đây là lực lượng một cường giả linh luân cảnh có thể có được mà tô dịch sớm đã hướng về nơi xa bay vút đi hắn nào sẽ lãng phí thời gian ở trên thân tôm tép cỡ này chết phía trước hai hoàng giả cùng nhau ra tay đánh tới một tên vung chiến qua đồng xanh giận dữ chém đến sắc bén vô cùng xé rách không gian một người lấy ra một cái bình bát màu tím trong bình bát chút ra lửa thần màu tím hừng hực tựa như dòng sông lửa vỡ đê chạy trồm về phía tô dịch tô dịch không lùi mà tiến nháy mắt liên tục ra hai kiếm một kiếm như hào quang lấp lánh vô cùng ở trong hư không nhẹ nhàng lóe lên chiến qua đồng xanh theo tiếng mà gãy mà kiếm khí dư thế không giảm chém một hoàng giả tới mức thân thể nổ tung giữa không trung trên năm xẻ bảy máu đổ hư không một kiếm như sóng gió biển giận một hơi mang lửa thần màu tím đầy trời kinh nghiền nát cũng bao phủ bóng người một hoàng giả đó âm uhm. dưới cơn mưa ánh sáng kiếm khí cuồng bạo hoàng giả kia cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm đã bị đánh giết ngay tại chỗ thì cốt cũng không còn quá bá đạo rồi vẹn vẹn hai kiếm hầu như cùng lúc chém ra, một hơi tiêu diệt hai vị hoàng giả. điều này làm nghe xương cùng hoàng giả khác đều không khỏi kinh hãi, thiếu chút nữa không dám tin vào mắt. trận chiến đấu đột nhiên bùng nổ này, ở trong mấy cái chớp mắt đã kết thúc. khi thượng quan kiệt dẫn theo một đám cường giả chạy tới, bóng người tô dịch sớm đã biến mất ở trong thiên địa nơi xa. sư huynh, tên kia, rốt cuộc là ai? nghe xương mặt mày ảm đạm, trên vẻ mặt tràn đầy kinh sợ. chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có cố sư huynh mới biết được. thượng quan kiệt thở dài vẻ mặt tràn đầy không cam lòng. Hắn đã ý thức được, rất khó đuổi kịp thiếu niên linh luân cảnh kia nữa. Hơn nữa, bằng lực lượng bọn họ đám nhân vật huyền chiếu cảnh này, cho dù đuổi kịp, chỉ sợ cũng là thua nhiều tháng ít. Lại nhìn hoàng giả khác, vô luận là ai, đều sắc mặt khó coi, bộ dáng mỗi người như bị dọa. Thân là hoàng giả, bọn họ sóng to gió lớn cỡ nào chưa từng gặp. Nhưng bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy, trên đời này sẽ có nhân vật linh luân cảnh khủng bố như thế, một người một kiếm, đủ để chấn áp giết chết hoàng giả lại thêm chuyện xảy ra đột nhiên cũng làm bọn họ không kịp trở tay Thằng đến giờ phút này nhớ tới từng màn xảy ra trước đó ai có thể không kinh ai có thể không sợ rất nhanh cố tự minh cùng bốn vị cường giả huyền u cảnh kia cũng đến đây khi biết được tô dịch đã giết ra khỏi vòng vây cố tự minh cùng các lão quái vật huyền u cảnh kia sắc mặt cũng đều trở nên đặc biệt âm trầm suốt ngày đánh nhạn ngược lại bị nhạn mù mắt ông lão áo bào đen tay cầm phất trần trắng như tuyết cực hận lúc trước ở sâu trong hang động kia Tô Dịch dùng lôi tiên chùy lai động mấy trăm hơn một ngàn sợi xích thần kia, bởi vậy dẫn phát một hồi tai họa như hủy thiên diệt địa. Ở trong trận tai họa này, ông lão áo bào đen bốn vị đại năng huyền u cảnh bọn họ, tuy cuối cùng còn sống, nhưng lại đều đã bị thương, mặt sám mày cho, chật vật vô cùng. Cái này khiến bọn họ ai cũng nổi giận đùng đùng, hận sắp phát cuồng. Cố sư huynh, cũng đã đến lúc này rồi, ngươi cũng nên nói cho chúng ta biết lai lịch thiếu niên áo bào xanh kia rồi chứ. Thượng quan kiệt không nhịn được hỏi, hoàng giả khác cũng đều ùn ùn nhìn về phía cố tự minh vẻ mặt cố tự minh biến ảo một phen nói không phải là ta cố ý giấu giếm mọi người thật sự là thân phận thiếu niên áo bào xanh kia rất kỳ quái dừng một chút hắn nói nhưng mọi người yên tâm chờ sau khi bắt được kẻ này ta tự sẽ nói cho mọi người chân tướng bốn vị lão quái vật huyền u cảnh kia cũng gật gật đầu có liên quan lai lịch thiếu niên áo bào xanh kia người biết đến càng ít càng tốt nhưng tên kia cũng đã đào tẩu rồi nghe sương buồn bực nói không hắn chạy không thoát ánh mắt cố tự minh lóe ra hào quang khiếp người đi về tiêu hồn lĩnh trước tiêu hồn lĩnh sau khi cố tự minh quay về một mình một người tới trong một tòa đại điện sau đó hắn từ trong tay áo bảo lấy ra một khối cốt phủ trắng như tuyết kỳ dị dùng thần niệm bắt đầu viết ở trên cốt phủ bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim sư thúc tô dịch nghi là hậu duệ của tổ sư đã xuất hiện chỉ trách chúng ta vô năng chưa thể bắt được hắn để hắn đào tàu nếu sư thúc nhận được tin tức xin mau chóng quay về viết xong bàn tay cố tự minh phát lực thúc giục cốt phủ phanh cốt phủ nổ tung hóa thành một đạo hào quang đẹp đẽ trói mắt trực tiếp xé rách một vết nứt không gian phá vỡ mà đi làm xong tất cả cái này cố tự minh phun một ngụm khí đục thật dài ánh mắt âm trầm lạnh lẽo tô dịch mặc kệ ngươi có phải hậu duệ tổ sư hay không một lần này ngươi chạy không thoát một vùng phế tích kéo dài chập trùng khắp nơi là kiến trúc cổ xưa đổ sập dày đặc rậm rạp nhìn không thấy điểm cuối trên phế tích quanh năm bao phủ trong lôi điện màu máu quỷ dị từng đợt tiếng sấm sét nổ vang là người ta hết hồn quanh quẩn khắp nơi di tích táng thần một trong các cấm khu hung hiểm nhất trong táng đạo minh thổ lời đồn vùng phế tích này vốn là một mảng quốc gia thần thánh thời kỳ tuyên cổ bậc đại năng tựa như thần linh ở lại trong đó nhưng về sau lại xảy ra đại đạo tai biến khiến quốc gia thần thánh này ở trong một đêm hóa thành phế tích bậc đại năng tựa như thần linh kia cũng chết trong đó đây là nguồn gốc cái tên di tích táng thần đương nhiên cái này chỉ là lời đồn bởi vì trong năm tháng từ xưa đến nay, còn chưa có ai có thể thật sự tìm kiếm được toàn bộ bí mật của vùng cấm khu này. Lúc này, ở trên một mảng đồi gò nơi xa của mảng di tích cổ xưa này, một thanh niên mặc đạo bào màu lửa đỏ, mặt đẹp như ngọc chắp tay sau lưng, xa xa ngắm nhìn di tích táng thần bao phủ ở dưới chớp xét màu máu kia. Theo đòi đô sơn quân kia nói, sư tôn lão nhân gia từng một mình xông qua mảng cấm khu này, hơn nữa lấy đạo hạnh đỉnh phong của sư tôn năm đó, cũng bị vây ở trong đó hơn ba năm. Trong ba năm đó, sư tôn rốt cuộc đã trải qua cái gì? Lão nhân gia có thể chính là từ trong di tích táng thần này tìm kiếm được huyền bí của luân hồi hay không?" Thanh niên ánh mắt lóe lên, đạo bào màu lửa đỏ bay phất phới ở trong gió đêm. Hồi lâu sau, hắn than khẽ, trên mặt nổi lên một mảng thống hận không dễ phát hiện, lẩm bẩm: "Sư tôn ơi sư tôn, ngài giấu chúng ta thật khổ. Nếu không phải lần này táng đạo minh thổ ngang trời xuất thế, ai sẽ biết trên đời này thật sự có luân hồi?" Khuôn mặt anh tuấn của hắn lúc sáng lúc tối, nghiến răng nghiến lợi: "Ngài nếu sớm biết những thứ này, năm đó lại vì sao không nói cho chúng ta biết. Mẹ ta à trước kia coi ngài như cha, nhưng ngài lại đối với đồ đệ cũng giấu giếm, ngài cũng thật đủ ích kỷ. Trên khuôn mặt hắn đã mang theo một mảng oán hận nồng đậm không tan. Ngay lúc này, thanh niên giống như phát hiện cái gì, tháo xuống một khối ngọc bội treo bên hông. Ngọc bội đang run nhẹ nhẹ, mặt ngoài trong suốt lấp lánh nổi lên từng đợt gợn sóng chói mắt. Đầu ngón tay thanh niên nhẹ nhàng điểm một cái lên ngọc bội. Xẹt! Ở hư không trước người hắn chợt nổi lên một đợt gợn sóng không gian, sau đó một cốt phủ kỳ dị bỗng dưng xuất hiện thanh niên nắm cốt phủ ở trong tay đánh giá một chút đôi mắt hắn chợt bắn ra thần quang màu lửa đỏ khiếp người tô dịch người hứa cuộc xuất hiện rồi thanh niên lẩm bẩm trên mặt mơ hồ nổi lên nét phấn khởi hy vọng người chính là người kia ta đoán thanh niên tên hỏa nghiêu từng bái sư môn hạ huyền quân kiếm chủ xếp thứ ba tiêu hồn lĩnh trong một tòa cung điện cố tự mình đang lo lắng chờ đợi đột nhiên hư không nổi lên từng vòng gợn sóng một bóng người bỗng dưng xuất hiện một bộ đạo bào màu lửa đỏ bạt như ngọc chính là hoàng nghiêu sư thúc cố tự minh ngạc nhiên lẫn vui mừng tiến lên chắp tay chào không cần nói lời thừa mang chuyện xảy ra lúc trước nói cho ta biết hoàng nghiêu lạnh nhạt mở miệng hắn chắp tay sau lưng bóng người thẳng tắp nhất cử nhất động lộ ra ý siêu nhiên tác phong đó mơ hồ có ba phần tương tự với tô dịch chẳng qua hoàng nghiêu tuy nhìn như lạnh nhạt nhưng đôi mắt khi khép mở lơ đãng sẽ biểu lộ một sự bá đạo ngông nghênh khiếp người vâng cố tự mình không dám trần chờ nói thẳng ra mọi thứ xảy ra trước đó nghiêm túc nghe xong ở sâu trong đôi mắt Hoàng nghiêu đã dâng lên từng tia từng luồng hào quang nóng cháy phấn khởi đối mặt bốn nhân vật huyền u cảnh vây khốn còn có thể một tay quấy động gió mây thong rong mà lui dọc theo đường đi càng có thể lấy tu vi linh luân cảnh ở trong một đám hoàng giả giết ra khỏi vòng vây phóng mắt trên dưới chư thiên nhìn chung xưa nay cử chỉ nghịch thiên cỡ này tuyệt đối có thể nói có một cung hai kẻ này chạy hướng nào hoàng nghiêu chưa tiếp tục hỏi chi tiết trực tiếp mở miệng. Cố tự minh vội vàng lấy ra một tấm ngọc màu đỏ tròn trịa, hai tay trình lên, sư thúc, lúc trước chiến đấu với tô dịch kia, ta từng mang một luồng bụi vô ảnh hương để lại trên người tô dịch kia, ngài chỉ cần bằng vào tấm vô ảnh bàn này, có thể đủ cảm ứng được tung tích của tô dịch kia. Hoàng Nhiêu khẽ gật đầu, nâng tay thu hồi tấm ngọc màu đỏ. Hắn đang chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên nhớ tới cái gì, đôi mắt nhìn về phía cố tự minh, nói, có liên quan lai lịch kẻ này, ngươi có nói cho người khác hay không? thân thể cố tự minh cứng đờ thấp giọng nói sư thúc yên tâm trừ bốn lão gia hỏa huyền u cảnh kia không có ai biết chuyện có liên quan với thu dịch nữa hỏa nghiêu ừ một tiếng nói ngươi làm không tệ thanh âm còn đang quanh quần bóng người hỏa nghiêu trượt hóa thành những luồng ánh lửa kia bỗng dưng biến mất cố tự minh lúc này mới như chút được gánh nặng hơi duỗi thẳng cái lưng đang cong cũng là lúc này hắn mới phát hiện vạt áo sau lưng mình bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng uy thế của sư thúc lão nhân gia hắn càng ngày càng đáng sợ rồi cố tự minh tim đập nhanh. Ai có thể tưởng tượng, thời điểm 500 năm trước, sư thúc còn chưa từng chứng đạo hoàng cảnh. Ai lại dám tưởng tượng, ở trong năm tháng quá khứ, sư thúc bị coi là một đệ tử ngu dốt nhất trong chín đại chân truyền dưới trướng huyền quân kiếm chủ. Nhưng hôm nay, chớp mắt 500 năm, sư thúc đã là đầu sỏ trong huyền u cảnh. Trên bầu trời, mặt trăng băng sáng tỏ, tô dịch bôn ba ở trong một mảng núi sông xám xịt, khắp nơi tối tăm, cất giấu không biết bao nhiêu lực lượng quỷ dị khủng bố nguy hiểm, dù là hoàng giả cũng không dám dễ dàng xâm nhập một khu vực này, nhưng tô dịch lại giống như lưỡng thững sân vắng đi qua trong đó. ở trong tay hắn, lôi tiên chỉ tỏa ra hào quang đêm vĩnh hằng nhàn nhạt, nhạt, hóa thành gợn sóng lực lượng vô hình, cũng khiến hắn dọc đường như dẫm trên đất bằng, vô kinh vô hiểm. mấy trăm dặm nữa có thể đến tiên hồ sơn. trong bôn ba, tô dịch dương mắt nhìn bốn phía, đại khái phán đoán ra bản thân đặt mình trong chỗ nào. tiên hồ sơn ở một nơi thần bí chưa biết trong táng đạo minh thổ, ngọn núi này giống như một cái hồ lô thật lớn quanh năm lượng lờ ở trong quần sáng màu trắng nhàn nhạt, nhạt cho nên bị gọi là tiên hồ sơn mà người đời không biết là đài truyền sinh thần bí nhất táng đạo minh thổ này nằm ở trên tiên hồ sơn chẳng qua cho dù có người có thể đến tiên hồ sơn hầu như cũng không có khả năng tìm được đài truyền sinh nơi đó quá mức thần bí nếu không cách nào nắm giữ một ít huyền bí có liên quan với luân hồi dù tu vi cao tới đâu cũng không thể nhìn thấy chân dung của nó mà lần này tô dịch coi đài truyền sinh là nơi chứng đạo thành hoàng đột nhiên Tô Dịch bay vút ở trên không giống như phát hiện cái gì, dừng bước trên không, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía đỉnh một ngọn núi lớn nơi xa. Nơi đó, không biết khi nào xuất hiện một bóng người, một bộ đạo bào màu lửa đỏ, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trăng sáng tỏ như tuyết chiếu xuống ánh trăng mắt lạnh, làm nên bóng người thẳng tắp kia thể hiện hết ý siêu nhiên. Tô Dịch khẽ nhíu mày, rất bất ngờ. Cùng lúc đó, bóng người đạo bào màu lửa đỏ kia xoay người, ánh mắt như một mảng tia chớp chói lòa, cắt rách không gian, xa xa nhìn về phía Tô Dịch sau đó vẻ mặt vốn lạnh nhạt của thanh niên áo bảo đỏ đột nhiên trở nên vô cùng phức tạp có cả kinh có kính sợ có thấp thòm có khó có thể tin nhưng rất nhanh cảm xúc dị thường phức tạp này đều bị một chút ý cười thay thế ý cười đó mang theo phấn khởi không đè nén được dẫn tới khiến một đôi mắt đó của hắn cũng trở nên lấp lánh khiếp người hào quang hừng hực hắn phủi phủi quần áo thản nhiên bước ra một bước nhẹ nhàng tới trên không hướng về tô dịch bên này tới gần sư tôn những năm gần đây đồ nhi tìm ngài tìm thật vất vả nha thanh niên đạo bào màu lửa đỏ bay phất phới trong miệng phát ra một tiếng cảm khái tràn ngập thổn thức ánh mắt tô dịch nhìn thanh niên từ trên xuống dưới than khẽ nói đáng tiếc người trung quy chưa nghe lời của ta sớm phá cảnh thành hoàng rồi thanh niên áo bào màu lửa chính là truyền nhân thứ ba của hắn hoàng nghiêu lúc kiếp trước tô dịch từng xông pha một chỗ hung sát cổ xưa phát hiện ma thai thai ngén trong tiên thiên hoàng nguyên trong ma thai thai ngén chính là một đứa trẻ con hỏa linh ma tộc đứa trẻ con này là hoàng nghiêu có thể nói Hỏa Nghiêu từ nhỏ đã đi theo ở bên người hắn lớn lên. Nghe được lời của Tô Dịch, trên mặt Hỏa Nghiêu nổi lên một chút oán khí không che giấu, nói, ta nếu nghe lời sư tôn, sợ là đợi tới ngày tuổi thọ kết thúc, cũng không cách nào chứng đạo thành hoàng. Sau đó, Hỏa Nghiêu tựa như cảm giác đoạn lời này chưa hết giận, cũng có lẽ là rốt cuộc tìm được cơ hội phát tiết hận ý trong lòng, giận dữ nói, ở trong năm tháng quá khứ, bởi vì nghe lời ngài, ta thành trò cười trong mắt người đời, thành đệ tử ngu rốt vụng về nhất trong chín đại chân truyền môn hạng ngài. Sư tôn, ngài biết trong lòng ta khi đó có bao nhiêu khuất nhục cùng không cam lòng không Trước mắt nhìn sư đệ sư muội khác chứng đạo thành hoàng nhìn bọn họ từng người bỏ ta ở lại phía sau loại tư vị đó ngài lại biết có bao nhiêu thống khổ tiếng hắn cũng to lên giống như tiếng sấm nặng nề lan lộn ở trong thiên địa mà khuôn mặt anh tuấn kia của hắn mơ hồ đã mang theo một chút dữ tợn tô dịch nhíu mày nói ta từng sớm nói ngươi nếu muốn về sau chứng đạo hoàng cực cảnh nhất định phải ở lúc linh luân cảnh mang lệ khí trong tâm cảnh hoàn toàn mài đi hết nếu không Cuộc đời này nhất định sẽ vô duyên với Hoàng Cực Cảnh. Ở trong chín đại chân truyền đệ tử của Hán, thiên phú của Hoàng Nghiêu cực kỳ trác tuyệt, cho dù thua tiểu đồ đệ Thanh Đường một chút, nhưng cũng tuyệt đối có thể nói là một con kỳ lân nhỏ ngàn vạn năm khó gặp. Nhưng thời điểm rất sớm, Tô Dịch đã phát hiện, Hoàng Nghiêu thân là hậu duệ hòa Linh Ma tộc, trong tâm cảnh có một luồng lệ khí trời sinh. Nếu không thể hoàn toàn xóa đi luồng lệ khí này, về sau đừng mơ trùng kích Hoàng Cực Cảnh. Chính bởi vì như thế, sớm ở lúc Hoàng Nghiêu vẫn là linh luân cảnh, Tô Dịch đã tự mình ra tay vận dụng một loại đại thần thông cực kỳ thần diệu hoàn toàn áp chế đạo hạnh của hoàng nhiêu cũng nói cho hoàng nhiêu khi nào xóa đi lệ khí trong lòng khi đó lại chứng đạo hoàng cảnh nhưng rất hiển nhiên ở sau khi tôi dịch chuyển thế hoàng nhiêu đã vi phạm mệnh lệnh của hắn trực tiếp lựa chọn đột phá cảnh giới a à, hoàng nhiêu giống như nghe được trò cười rất lớn ngửa mặt lên trời cười phá lên sư tôn cũng là lúc nào rồi ngươi còn lấy loại lý do vớ vẩn này để lấy lệ với ta hắn đưa tay chỉ mình nói từng chữ một thấy chưa ngắn ngủn 500 năm thời gian ta đã là tu vi huyền u cảnh trung kỳ âm uhm. hắn áo bào phồng lên mái tóc dài bay lên từng đạo cầu vồng lửa từ quanh thân hiện ra thông thiên triệt địa giống như một vị thần linh từ trong lửa đi ra đôi mắt hắn rực rỡ như ngọn lửa lạnh lùng nói nếu không phải bị ngài áp chế cả thầy sáu vạn năm thời gian này bằng thiên phú cùng nội tình của ta sớm đã chấn động chư thiên uy hiếp đại hoang luận thành tựu cũng quyết sẽ không ở dưới đại sư huynh cùng tiểu sư muội ánh mắt hỏa nghiêu nhìn chằm chằm tô dịch sáu vạn năm đó ngài có biết ta sống như thế nào không? Phẫn uất cùng oán khí trong thanh âm kia hoàn toàn không che giấu nữa. Tô Dịch chăm chú nhìn Hoàng Nhiêu một lát, lạnh nhạt nói, tuổi thọ của linh luân cảnh nhiều nhất chỉ có tám ngàn năm, ngươi sở dĩ có thể sống sáu vạn năm là ta lúc trước luôn giúp người kéo dài tính mạng, không có gì ngoài hoàn toàn mày đi hết lệ khí trong tâm cảnh của người. Hoàng Nhiêu ngẩn ra, giận quá mà cười. Chỉ thấy Tô Dịch tiếp tục nói, thời điểm trước kia ta cũng đang kỳ quái, tuy nói phá giặc trong núi dễ, phá giặc trong lòng khó nhưng lấy thiên tư cùng ngộ tính của ngươi, tuyệt đối không có khả năng sẽ là mãi không được một bước này, nhưng hôm nay, ta đại khái đã rõ. Hắn dương mắt nhìn Hoàng Nhiêu, nói, trong sáu vạn năm đó, lệ khí trong tâm cảnh của ngươi, đã sớm hóa thành oán hận đối với ta, như vậy, đại nào có thể vài đi lệ thánh trong lòng. Nói xong lời cuối cùng, hắn không khỏi thở dài một tiếng. Cái này gọi là oan nghiệt, bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Hắn càng tốt đối với Hoàng Nhiêu, càng hy vọng Hoàng Nhiêu mà đi hết lệ khí kẻ sao lại càng oán hận mình, lệ khí trong tâm cảnh càng sâu, nghiễm nhiên thành một nút thắt chết. Mà nghe được lời của Tô Dịch, Hoàng Nghiêu lại vẻ mặt đầy chê cười cùng khinh thường, nói, lệ khí cái dám chó gì, nếu tâm cảnh của ta thực có vấn đề, vì sao ta còn có thể chứng đạo thành hoàng, vì sao có thể ở 500 năm thời gian ngắn ngủn, đặt chân huyền u cảnh trung kỳ. Vẻ mặt Tô Dịch trở nên lạnh nhạt, Hoàng Nghiêu là hắn một tay nuôi lớn, nhưng hôm nay lại ngược lại coi hắn là thủ địch, điều này làm trong lòng hắn cũng không khỏi tiêu điều một phen, hứng thú dã rời. Chầm mặc một lát nói lúc trước tiểu sư muội ngươi nói ta giao cho tứ sư muội ngươi bảo quản huyền sơ thần giám là bị ngươi đánh cắp là thật hay không đôi mắt hỏa nghiêu lóe lên cười lạnh nói thanh đường tiểu tiện nhân đó lại mưu hại ta sư tôn hỏi việc này ta không ngại nói thẳng là cầm quỳ sư muội vâng theo mệnh lệnh đại sư huynh chủ động mang thái sơ thần giám giao cho ta tô dịch lại hỏi lúc trước có phải ngươi dùng thái sơ thần giám triệt bỏ lực lượng cấm chế của thái huyền động thiên hay không thái sơ thần dám có thể nắm giữ lực lượng cấm trận thái huyền động thiên năm đó bì ma cấu kết kẻ thù bên ngoài sở dĩ có thể dễ dàng giết vào thái huyền động thiên là ở chỗ có người nội ứng ngoại hợp với bì ma vận dụng thái sơ thần dám triệt bỏ cấm trận thái huyền động thiên đối mặt vấn đề này hoàng nhiêu lại nhịn không được cười lên nói sư tôn ngài nếu thật muốn biết thời điểm năm đó không ngại theo ta trở về chờ sau khi gặp đại sư huynh sư huynh đệ chúng ta mang chuyện năm đó nói hết cho ngài nghe như thế nào lời nói của hắn nhìn như cung kính nhưng ánh mắt nghiền ngẫm vẻ mặt lộ ra một tia trêu đùa như mèo vờn chuột không để ý tới khiêu khích gần như làm càn đó của hoàng nghiêu tô dịch lấy ra bầu rượu yên lặng uống đêm nay nhìn thấy hoàng nghiêu khiến hắn cũng có chút bất ngờ nhưng sau khi nói chuyện với hoàng nghiêu trong lòng hắn càng nhiều là buồn bã cùng cô đơn thầy trò gặp nhau trở mặt thành thù một màn bực này tuy tô dịch sớm đoán trước được sẽ xuất hiện nhưng khi thật sự đối mặt tâm cảnh vẫn như cũ không thể thật sự bình tĩnh sư tôn vì sao không nói chẳng lẽ nói ngài còn lo lắng đồ nhi sẽ hại ngài hay sao nơi xa khoảng nghiêu chắp tay sau lưng từ từ mở miệng lúc trước phát tiết khiến hắn sảng khoái đầm đìa mà nay khi lại đối mặt tô dịch chỉ có tu vi linh luân cảnh tràn đầy cảm giác cao cao tại thượng nở mày nở mặt trước kia hắn chỉ có phần nhìn lên nhưng căn bản không ngờ có một ngày mình có thể đi quan sát gã sư tôn kia từng khiến mình oán hận ở trong lòng vô số năm tháng tô dịch thu hồi bầu rượu hắn bỗng cảm giác rượu mạnh nữa ở giờ khắc này cũng bỗng nhiên trở nên nhạt nhẽo vô vị sư tôn yên tâm ngài là nhân vật thần thoại từng kiếm áp chư thiên là thần linh trong lòng chúng ta các đệ tử này đồ nhi cam đoan tuyệt đối sẽ không hại tính mạng ngài hoàng nhiêu mỉm cười nói chẳng qua nếu sư tôn không muốn theo đồ nhi cùng nhau trở về vậy đồ nhi cũng chỉ có thể tự tay mời sư tôn trở về một chữ mời bị hắn cắn thật sự nặng nghe xong trong lòng tô dịch như đánh vỡ một tia ràng buộc cuối cùng vẻ mặt ánh mắt khí chất đều lặng yên bày ra một loại cực hạn bình tĩnh đôi mắt thâm thúy kia không có chút cảm tình dao động nào nữa Hoàng Nghiêu, ngươi thật sự làm ta quá thất vọng. Vẻ mặt Tô Dịch lạnh nhạt. Thất vọng, sư tôn, ngài cảm thấy ngài bây giờ còn có tư cách thất vọng sao? Hoàng Nghiêu cười càng thêm vui vẻ. Hắn đẻ nén quá nhiều năm, rốt cuộc chờ đến bây giờ giờ khác này. Khi nhìn thấy ở dưới sự khiêu khích của mình, sư tôn ngày xưa như chúa tể chư thiên lại chỉ có thể nén giận, loại mùi vị đó khiến trong lòng Hoàng Nghiêu miễn bàn sảng khoái bao nhiêu. Tô Dịch không nói lời thừa, trực tiếp cất bước đi về phía trước đến để ta nhìn xem ngươi tên nghiệp chứng này như thế nào mời ta rời khỏi lời nói lạnh nhạt tùy ý phiêu đãng trong thiên địa nhìn tô dịch cất bước tới gần cảm thụ được ánh mắt lạnh nhạt đến mức không có cảm xúc dao động đó trong lòng hoàng nghiêu không hiểu sao căng thẳng thân thể cứng ngắc theo bản năng ơi mấy bước chỉ có vậy tô dịch khinh thường khuôn mặt anh tuấn của hoàng nghiêu lộ ra một chút xấu khổ và giận dữ không dễ phát hiện đây là một loại phản bản năng ứng nguyên nhân chính là trong năm tháng quá khứ sư tôn cường đại và vô địch sớm cắm rễ thật sâu ở sâu trong lòng hắn khiến hắn kính sợ không biết bao nhiêu năm tháng, cũng kiêng kỵ không biết bao nhiêu năm tháng. Nếu không phải như thế, oán cùng hận tích góp trong lòng hắn nào đến nỗi nồng đậm như thế. Sau đó, bóng người Hoàng Nghiêu trượt giãn ra, uy phong ngập trời, uy thế trên người trở nên cuồng bạo vô cùng. Tô huyền quân Trong miệng Hoàng Nghiêu phát ra tiếng quát lớn rung trời, vật đổi sao rời, người thật sự cho rằng mình là huyền quân kiếm chủ độc tôn đại hoang kia, sai, người bây giờ ở trong mắt ta chỉ là một con bò sát nhỏ linh luân cảnh mà thôi. Mà bây giờ, ta muốn ngươi quỳ xuống cho ta, cúi thấp cái đầu của ngươi. Nói xong, tay áo bảo hỏa nghiêu phồng lên, bỗng nhiên vươn tay phải, giơ cao nhấn một cái. Âm, uhm. hư không sụp đổ đốt cháy. Lửa thần trói mắt như sóng gió biển giận, hóa thành một bàn tay lửa như che cả bầu trời, hung hăng ấn về phía tô dịch. Bóng đêm yên tĩnh nhất thời bị đánh vỡ, bàn tay lửa kia tràn ngập lực lượng pháp tắc, làm nhìn trượng hư không cũng chợt kịch liệt run lên, gào thét không ngừng. Đôi mắt tô dịch hơi co lại. Hiểu con ai bằng cha, làm sư tôn nuôi lớn Hoàng nghiêu từ tấm bé, Tô Dịch sao có thể không rõ chi tiết của Hoàng nghiêu? Khi một trường này ấn đến, Tô Dịch ngay lập tức phát hiện, đạo hạnh cùng nhiệt đồ này ở trong huyền U Cành, đã vượt xa hạng người tầm thường. Keng! Một chớp mắt này, toàn thân tinh khí thần của Tô Dịch kéo lên đến mức đỉnh phong, huyền đô kiếm trong tay ngân leng keng, nhấc lên một mảng kiếm khí chói mắt như thần kim. Phanh! Thần quang nở rộ, hào quang tung bay. Bàn tay lửa từ trên trời vỗ đến kia bị kiếm khí ngăn trở. Nhưng chỉ một chớp mắt, kiếm khí như tờ giấy tan vỡ từng tấc một tô dịch không né tránh uy thế của bàn tay lửa khổng lồ này sớm đã bao phủ núi sông phạm vi nghìn trượng này một khi có chút ý tránh lui nhất định sẽ làm tình cảnh trở nên bị động vô cùng lên trong con người tô dịch nở rộ thần quang mơ hồ có thể thấy được trong đôi mắt của hắn có phù văn huyền ảo dâng trào khiến đôi mắt của hắn tượng như hóa thành tinh không mênh mông bao quát nhật người tinh thần sau đó huyền đô kiếm trong tay hắn nháy mắt đâm ra 36 lần mỗi một kiếm đều như cầu vồng dựng lên lấp lánh vô cùng, sắc bén bá đạo, phân biệt đâm về phía chỗ khác nhau của bàn tay lửa. Đó là nơi bàn tay lửa mỏng yếu nhất. Phành phành phành, tiếng va chạm làm người ta hết hồn vang lên, từng đạo kiếm khí hung hăng đâm vào trong bàn tay lửa. Mắt thường có thể thấy được, bàn tay lửa kịch liệt run lên, sau đó ở chỗ cách đỉnh đầu Tô Dịch chỉ ba thước, ầm ầm nổ tung. Nơi xa, Hoàng Nghiêu không khỏi kinh ngạc than thở, nói: "Sư tôn không thể là người số một từng độc tôn con đường kiếm đạo đại hoang, một đòn cỡ này, quả thực đạt hết tạo hóa." Sau đó, hắn lại lắc lắc đầu, đáng tiếc, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, loại lực lượng kiếm đạo loài loạt này, trung quy không chịu nổi một đòn. Tô dịch chưa phản bác, xét đến cùng, hắn trước mắt tu vi quá yếu, dưới tình huống chính diện đối địch, cứng đối cứng nhất định rất ngu xuẩn, hơn nữa căn bản không có bao nhiêu phần thắng. Quả thật, sư tôn ngài hôm nay chỉ có tu vi linh luân cảnh, nhưng ta kẻ làm đồ đệ này, so với bất cứ người nào trên đời này đều rõ hơn, thủ đoạn ngài nắm giữ là cường đại cỡ nào. Hỏa Nghiêu đạp bước trên không, hướng về Tô Dịch tới gần, nụ cười tràn đầy khuôn mặt, ta biết, trong tay ngài có không ít con bài chưa lật, chẳng qua, ta cũng sẽ không sơ ý, cũng tuyệt đối sẽ không cho ngài bất cứ cơ hội nào lật ngược thế cờ. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hỏa nhiêu chợt vung nắm đấm đánh về phía tô dịch. Âm, một quyền mà thôi, núi sông đều lay động, trời đất đều run rẩy, vạn tượng đều kinh hãi. Quyền thế cỡ đó, trực tiếp giống như muốn đảo điên càn khôn, nghịch loạn âm xương, phá rể tất cả. Đối mặt một quyền này đủ để nghiền áp phần lớn cường giả huyền u cảnh đương thời, Ánh mắt Tô Dịch lạnh nhạt như cũ, mà ở trên người hắn thì có một kiếm ý khủng bố mênh mông vô cùng liên tiếp kéo lên, mơ hồ có thể thấy được toàn thân tinh khí thần của hắn đều giống như lò luyện nổ vang thiêu đốt, tu vi cũng theo đó tăng vọt một bảng lớn. Bạo khí thí thần công, đây là một môn thiên phú thần thông truyền thừa từ chân linh hung thú nhai tí nhất mạch, một khi thi triển, một thân đạo hạnh có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt gấp đôi. Chẳng qua, sau khi thi triển phép này sẽ khiến kẻ làm phép lâm vào trong tình cảnh cực kỳ suy yếu từ khi chuyển thế tu hành đến nay, tô dịch còn chưa từng bị ép đến bực này, tự nhiên cũng căn bản chưa từng vận dụng bí pháp bực này. Nhưng giờ phút này, hắn đã bất chấp những thứ này, bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Mặc kệ hắn có muốn hay không, hắn đều phải thừa nhận, Hoàng Nghiêu hôm nay là một đại địch khủng bố cực đoan. Mạnh đến mức đủ để làm đại đa số tồn tại huyền u cảnh ở thế gian đều chỉ có thể cúi đầu. Đi! Tô dịch dung cổ tay, phung kiếm đâm ra, một mảng kiếm khí mênh mông cuồn cuộn như trời long đất lở bộc phát ra quyền kình của hoàng nghiêu như bẻ gãy nghiền nát nghiền áp đến phá vỡ tầng tầng kiếm khí nhưng kiếm khí lại giống như sóng biển xô nhau dâng trào một cơn sóng vừa yên một cơn sóng lại dâng lên tầng tầng lớp lớp không ngừng tiêu hao mài mòn lực lượng một quyền này của hoàng nghiêu khi quyền kình của hoàng nghiêu đánh đến phụ cận thô dịch đã bị suy yếu chín phần uy lực nhưng dù vậy vẫn như cũ chấn động tô dịch bóng người chớp lên một phen khí huyết quanh thân bốc lên liên tục hai đòn bị cản trở đuôi lông mày hoàng nghiêu nổi lên một phần lệ khí nói sư tôn đồ nhi cũng không có thời gian chơi với ngài ầm uhm. hắn cất bước trên không tung người đánh tới uy thế toàn thân thông thiên cái địa lực lượng pháp tắc vô cùng hóa thành lực lượng lửa thần ngập trời càng làm nên cho hắn uy thế bất phàm tô dịch thong dong như cũ phung kiếm cứng rắn chống đỡ đại chiến bùng nổ từ đây mảng trời đất này rung chuyển thần quang càn quét lực lượng hỏa nghiêu triển lộ ra mạnh đến mức nhất cử nhất động đều tràn ngập uy năng to lớn chấn vỡ hư không luyện hóa bầu trời hắn không nương tay một chút nào bởi vì hắn rõ cho dù trước mắt sư tôn chỉ có đạo hạnh linh luân cảnh nhưng ai nếu dám khinh thường kẻ đó nhất định phải chết không thể nghi ngờ so sánh với hoàng nghiêu tình cảnh của tô dịch rõ ràng hung hiểm hơn nhiều xa xa nhìn lại hắn như một chiếc thuyền nhỏ trôi giạt ở trên đại dương mênh mông đang gặp sóng gió biển giận trùng kích có khả năng bị diệt bất cứ lúc nào thực lực hắn hôm nay đủ để chém giết bất cứ hoàng giả huyền chiếu cảnh nào mà nay càng đã dùng bạo khí thí thần công bí thuật thần thông có thể nói cấm kỵ bực này nhưng vậy còn xa xa không đủ trên tu vi trung quy thua kém quá nhiều đây là điểm yếu như chí mạng cho dù hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú nắm giữ ngàn bí thuật vạn diệu pháp vẫn nhiều cụ không thể đi che giấu chỗ thiếu hụt như vậy huống chi hắn hiểu rõ đối với hoàng Nghiêu, nhưng hoàng Nghiêu tương tự đối với chi tiết của hắn rõ như lòng bàn tay chém giết như vậy không thể nghi ngờ hung hiểm nhất sư tôn lực lượng bạo khí thí thần công chỉ có thể duy trì nửa khắc đồng hồ mà tu vi ngài quá yếu cho dù vận dụng bí pháp lợi hại nữa ở trước mặt lực lượng của ta hết thầy đều là phí công trong chiến đấu hoàng nhiêu uy thế như thần ngạo nghệ đắc ý cái gì gọi là kiến càng ngay cây cái gì gọi là lấy trứng trọi đá là đây thanh âm còn đang quanh quẩn hắn bỗng nhiên bấm tay điểm một cái keng huyền đô kiếm kịch liệt gào thét uy lực một chỉ này của hoàng nhiêu trực tiếp giống như cây chùy lớn của thần linh nện ở trên thân huyền đô kiếm lực lượng khủng bố phát ra khiến huyền đô kiếm nhất thời gặp phá hoại thân kiếm xuất hiện từng vết vết mơ hồ có dấu hiệu tan vỡ cùng lúc đó thân thể tô dịch hung hăng lui mấy chục trượng khuôn mặt tuấn tú tái nhợt khóe môi chảy ra một tia vết máu bị thương rồi điều này làm hỏa ngưu càng thêm phấn khởi chợt chợt cảm khái nói đệ tử cũng chưa từng nghĩ có một ngày có thể ước hiếp sư tôn ngài như vậy ha 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 hắn cười điên cuồng phóng túng vẻ mặt tô dịch càng thêm lạnh nhạt không buồn không vui hắn cả đời này trải qua không biết bao nhiêu đại chiến hung ác càng từng gặp được không biết bao nhiêu sinh tử sát kiếp đại nào sẽ để ở trong lòng chút thương thế này hắn thu hồi huyền đô kiếm bỗng lấy ra lôi tiên chùy, giơ cao gõ mạnh một phát keng thiên điện như trương vang núi sông đều run rẩy một luồng lực lượng quy tắc u ám như đêm vĩnh hằng theo đó từ trên lôi tiên trùy như gậy trúc phát ra thế mà lại như bẻ gãy nghiền nát phá đi thế công của hoàng nhiêu trong cơn mưa ánh sáng nở rộ bóng người hoàng nhiêu bị chấn động lảo đào một cái ở trên không lui mấy trượng, lực lượng pháp tắc cao thấp quanh thân cũng thiếu chút nữa bị đánh vỡ, kịch liệt sôi trào một đợt. Tuy tỏ ra hơi chật vật, hỏa nhiều lại giống như không giật mình. Hắn sau khi đứng vững bóng người, cười to nói, bảo bối này chính là một con bài chưa lật sư tôn nắm giữ sao, quả nhiên lợi hại. Hắn nhìn chằm chằm lôi tiên trùy trong tay tô dịch, thở dài nói, đáng tiếc, bảo vật tuy lợi hại, nhưng lấy đạo hạnh của sư tôn ngài, còn xa xa không thể phát huy toàn bộ uy năng của bảo vật này, hơn nữa cưỡng ép vận dụng, sẽ chỉ làm tu vì ngày tiêu hao càng lúc càng nhanh, nhất định không chống đỡ được quá lâu. Tô dịch không để ý tới, tay cầm lôi tiên trùy, như cầm một thanh đạo kiếm, ngang trời đánh tới. Lôi tiên trùy là trí bảo trong tay đà canh nhân, bản thân chính là tiên thiên thần vật, khắc lực lượng đêm tối tăm tối nghĩa kỳ dị. Giờ phút này bị hắn coi như đạo kiếm vận dụng, cũng khiến một thân uy thế của hắn vượt xa trước đó. Hỏa nghiêu phất tay áo bào. vua Một thanh đạo kiếm đỏ như lửa cháy lao ra, chỗ chuôi kiếm tuyên khắc hai chữ nhỏ xích tiêu, thần kiếm lấp lánh trong suốt uy thế tỏa ra làm nghìn trượng hư không cũng bắt đầu thiêu đốt xích tiêu kiếm ở sâu trong ánh mắt tô dịch nổi lên một tiếng phức tạp thanh kiếm này là một trong các trí bảo hắn kiếp trước lưu giữ vẫn luôn bị hắn phong ấn ở trong kho báo thái huyền động thiên hắn từng nói cho hoàng nghiêu khi gã mài đi hết lệ khí trong lòng sẽ tặng xích tiêu kiếm nhưng rất hiển nhiên ở sau khi hắn chuyển thế hoàng nghiêu đã cướp đoạt bảo vật này vào tay ầm uhm. một kiếm trong tay khí tức của hoàng nghiêu nhất thời trở nên bá đạo sắc bén nhẹ nhàng bâng quân một đòn đã đánh tan lực lượng của lôi tiên trùy. ánh mắt hắn cao ngạo nói sư tôn nhiều năm không gặp đệ tử liền để ngài kiến thức một chút trình độ kiếm đạo của đệ tử khi thanh âm như dung trời vang lên hắn tung kiếm lên không như một ngọn lửa thần ngập trời cuốn theo kiếm ý bá đạo mãnh liệt vô cùng đánh về phía tô dịch đại chiến lại lần nữa trình diễn so sánh với trước đó không thể nghi ngờ càng đáng sợ hơn kiếm khí lửa tàn sát bừa bãi như những con cự long ở trong thiên địa càn quét múa may nơi đi qua hư không sụp đổ, núi sông đều bốc cháy. Quy năng cỡ đó, động cái có thể thoải mái chém giết tồn tại huyền ú cảnh. Mà dưới kiếm ý cuồng bạo dữ dội bực này chèn ép, tình cảnh của tô dịch trở nên càng thêm hung hiểm. Chỉ trong mấy nháy mắt, đã bị chấn thương, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Cho dù trình độ kiếm đạo của hắn đủ để kinh diễm cổ kim, nhưng ở trên đối kháng lực lượng, lại trung quy kém quá nhiều. Keng! Chợt, tiếng nổ kịch liệt vang vọng. Cổ tay tô dịch đau đớn, năm ngón tay run rẩy, lôi tiên chửi theo đó rời tay mà bay đi. Bóng người hắn cũng bị đánh bay ngược ra ngoài, trong miệng ho ra máu, nhuộm đẫm vạt áo, sắc mặt kia đã tái nhợt như tờ giấy. Ha ha ha, sư tôn, mùi vị bị làm nhục chèn ép như thế nào? Hoàng Nhiêu cười điên cuồng. Hắn lấy tay chộp một cái, liền đoạt lôi tiên chửi vào tay, ánh mắt mang theo sự nóng bỏng, hay cho một món tiên thiên thần vật, sư tôn, từ nay về sau, bảo bối này liền do đệ tử thay ngài bảo quản đi. Nói xong, hắn đã thu lôi tiên chửi lại. Sau đó, Hỏa Nhiêu Dương mắt cười tùm tìm nhìn Tô Dịch nơi xa, nói, ta biết, trên người sư tôn ngài còn có con bài chưa lật khác, khuyên ngài vẫn là mau vận dụng thì tốt hơn, nếu không, cũng không dùng tới nữa. Hắn hướng về Tô Dịch tới gần từng bước một, uy thế khủng bố, lửa thiêu đốt bầu trời. Xích tiêu kiếm trong tay phát ra tiếng kiếm ngân trào dâng, giống như rên rỉ khát vọng ăn no đêm máu tươi. Từ đầu đến cuối, Hỏa Nhiêu tuy tỏ ra ngông cuồng vô cùng, nhưng hắn ở trong chém giết vẫn duy trì một loại cảnh giác cùng đề phòng cao độ bởi vì hắn rõ đối phó nam nhân từng khiến mình kính sợ vô số năm tháng kia tuyệt không thể có bất cứ một tê sơ ý nào nếu không chắc chắn lật thuyền trong ngưng nói thật trình độ kiếm đạo của ngươi trung quy vẫn kém rất nhiều đừng nói không thể so với bì ma cùng thanh đường so với huyền ngưng ở trên thiên phú kiếm đạo đần độ nhất cũng kém một bậc tô dịch rốt cuộc mở miệng lộ ra một tia thất vọng hắn tràn đầy vết thương máu nhộm áo dài nhưng hãy còn thong dong ngạo nghễ mà lời nói mang chút thất vọng đó thì giống một cây lao nhọn hung hăng đâm vào trong lòng hoàng nhiêu đoạn lời này nếu là người khác nói hoàng nghiêu chắc chắn khinh thường để ý nhưng khi đoạn lời này ra từ trong miệng tô dịch đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là phủ định cùng miệt thị lớn nhất đối với hắn khuôn mặt anh tuấn đó của hoàng nghiêu cũng hơi vặn vẹo hẳn đi giọng điệu lạnh như băng nói sư tôn ngươi thế mà lại nói ta ngay cả huyền ngưng con dù nhỏ đó cũng không bằng a à, quả thực chuyện cười trong thiên hạ ta biết ngài có lẽ là muốn chọc giận ta để tâm cảnh ta xuất hiện sơ hở để ngươi có cơ hội thừa dịp hít sâu một hơi hoàng nghiêu thản nhiên nói chẳng qua ta nhớ kỹ đoạn lời này đợi lát nữa lúc ngài quỳ ở trước mặt ta ta sẽ khiến ngài chính mồm thu hồi đoạn lời này âm uhm. hắn vung kiếm đánh tới uy thế càng thêm cường thịnh khủng bố núi sông phụ cận đều giống như thần phục ở dưới chân hắn lực lượng áp bách khủng bố khiến tô dịch cũng có cảm giác như thân hãm vũng bùn đây là uy áp đến từ tồn tại huyền u cảnh thậm chí có thể thoải mái chấn vỡ thần hồn hạ vị giả đi tô dịch phất tay áo bào âm uhm. một khối đạo ấn màu đen vuông ván lướt ra ngang trời nở rộ ra thần quang ngập trời, thiên địa chợt kịch liệt chấn động hẳn lên. Phù đồ sinh tử ấn, trí bảo do cử thiên các đệ nhất thiên tế tự tự tay luyện chế, quy năng khủng bố vô cùng, hơn xa tiên thiên thần vật tầm thường. Hơn nữa, ở lúc vận dụng bảo vật này, tô dịch không chút do dự ngự dụng một luồng lực lượng thuộc về cầu ngục kiếm. Chỉ thấy lúc bảo vật này lướt ngang trời, quả thực như núi ma tuyên cổ tới thế gian, thần quang cùng bạo tàn phá, trực tiếp giống như muốn đè sập màng trời này, phá vỡ núi sông vạn tượng. Keng, hỏa nghiêu thúc giục xích tiêu kiếm cứng rắn chống đỡ nhưng chỉ tích tắc xích tiêu kiếm liền chợt gào thét mà bóng người hỏa nghiêu thì bị chấn động rơi khỏi không trung hùng hăng nện ở trên mặt đất phóc sắc mặt hắn nhất thời thay đổi quy năng của đạo ấn kia tuyệt đối có thể nói khủng bố vô cùng nhưng hỏa nghiêu đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra bằng tu vi linh luân cảnh đó của tô dịch sao có thể ngự dụng bảo vật cỡ này cái này quả thực không thể tưởng tượng nhưng hỏa nghiêu đã không kịp nghĩ nhiều phù đồ sinh từ ấn vuông vắn kia đã một lần nữa âm ầm đập đến ầm uhm mảng hư không đó cũng giống như mặt gương bị chấn nát. Hỏa Nghiêu cho dù vận dụng toàn lực, Thì triển uy thế kiếm đạo như phách thiên tuyệt địa, vẫn như cũi đánh cho bóng người lảo đảo, trong miệng chảy máu. Hư! Trong con ngươi Hỏa Nghiêu nổi lên khí thế thô bạo, cả người hừng hực lửa thần, thông thiên cái địa. Mắt thấy phủ đồ sinh tử ấn một lần nữa đánh tới, Hỏa Nghiêu há mồm phun, một ngọn đèn đồng trong suốt lấp lánh hiện lên. Mặt ngoài đèn đồng tuyên khắc hình chín con chân long ngẩng đầu hướng trời, khi ngang trời dựng lên, từng đợt tiếng rồng gầm manh mang theo đó vang vọng trời đất mà trong đèn đồng thì có lửa thần màu vàng rực rỡ trói mắt chờ xuất hiện bóng đêm như mực kia đều bị xua tan chiếu trời đất tượng như ban ngày cửu long thần hòa đăng nơi xa khi nhìn thấy bảo vật này ánh mắt tô dịch càng thêm lạnh nhạt đây là một trong các côi bảo hán kiếp trước sưu tập được do các loại thần liệu có một không hai luyện chế thành bên trong ẩn chứa cửa huyền ly hòa ít ỏi một đống lửa cũng có thể mang một khoảng núi sông luyện thành cho tàn đi khoảng Nghiêu quát to một tiếng âm uhm. um. liền thấy cửu long thần hòa đang nở rộ một mảng lửa thần màu tím rực rỡ như mặt trời ngang trời quét về phía phù đồ sinh tự ấn kia nhất thời mảng thiên địa đó trực tiếp giống như muốn sụp đổ lửa thần mãnh liệt không ngừng chấn áp phù đồ sinh tự ấn kiềm chế gắt gao bảo vật này mưa lửa bay là tả mang núi sông phụ cận đều luyện thành cho qua đây mái tóc dài của hỏa ngưu tung bay bỗng nhiên vươn tay thi triển một môn thần thông giam cầm bảo vật hung hăng cách không bắt phù đồ sinh tự ấn nơi xa ông phù đồ sinh từ ấn kịch liệt chấn động hẳn lên mà ở nơi xa bóng người tô dịch nháng lên một cái trong miệng một lần nữa ho ra một ngụm máu tươi hoàng nhiêu không khỏi ngửa mặt lên trời cười to ha 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 sư tôn ngày đây là bị tức đến hộc máu sao đáng tiếc là bảo vật này rơi vào trong tay ngươi không khác gì người tài giỏi không được trọng dụng phí phạm của trời vẫn là do đệ tử đến thay thế ngài bảo quản thì tốt hơn thanh âm còn đang quanh quẩn bàn tay hắn trượt thu lại kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.